chương 191, khai sáng con đường. Ma đế tao ngộ. Giang Trần tự nhiên không biết, bây giờ hắn đã về tới Thái Sơ Thánh Địa. Trích Tiên Sơn bên trong. Giống như bình thường một dạng tĩnh mịch, chỉ có một kiếm tuyết đang dạy kính mộ vũ. Không thể không nói, cô gái nhỏ này tận tốc độ cực nhanh, bây giờ đã rất có một phương nữ kiếm tiên tư thái. Giang Trần ca ca, ngươi đã trở về. Chứng kiến Giang Trần xuất hiện ở cách đó không xa, kính mộ vũ lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Chuyên tâm luyện kiếm, một kiến tuyết thanh âm vang lên theo thanh âm đạm mạc làm cho kính mộ vũ lập tức nghiêm túc nơi đây ngươi tùy ý chọn cái cung điện ở xuống cũng không cần ngươi làm cái gì giang trần quen việc dễ làm nằm trên ghế trực tiếp thối nát đứng lên vò sen lấy ánh nắng được không thích ý ngươi không quen những thứ này ta mang ngươi tới làm quen một chút giang như ngọc lộ ra nụ cười ấm áp ngữ khí ôn nhu ừm tử thanh yên gật đầu tùy theo theo nhan như ngọc đi qua xem như là quen thuộc một ít hoàn cảnh giải quyết rồi. Một kiếm tuyết một bên hướng dẫn kính mộ vũ, vừa hướng bên cạnh Giang Trần nói rằng. Ừm, chỉ là một cái nhảy nhót tên hề, không đáng lưu ý. Giang Trần ngữ khí bình thản, không thèm để ý chút nào. Ngươi sẽ không sợ cấm khu trả thù. Tam tổ ở ngồi xuống một bên, thoáng không nói. Hắn không biết Giang Trần tâm đại vẫn là cái gì. Đều cùng cấm khu vạch mặt, lại còn là giống như trước đó. Hắn còn tưởng rằng sau khi trở về, Giang Trần biết là một ít biện pháp. Xem ra chính mình suy nghĩ nhiều. Tại sao muốn sợ? Cấm khu lão quái vật mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, huống hồ bọn họ cũng không phải người ngu, không cần phải. Vì Tử Thanh yên đi đối phó chúng ta. Giang Trần đánh ngáp một cái, nói ra, ta cảm giác tam tổ ngươi quá mức xem trọng cấm khu, cũng coi thường chúng ta thánh địa, chúng ta lại không phải là cái gì thế lực bình thường, dù cho đối mặt với cấm khu cũng có sức đánh một trận, bây giờ những thứ này lão gia hỏa đều đang đợi một thời cơ, đều ở đây ẩn núp, không muốn tự thân khí huyết bại lui. Ngươi bây giờ muốn cho bọn họ xuất thủ? phỏng chừng so với giết bọn họ đều muốn khó chịu. Tiên lộ gần mở ra. Đây là cấm khu lão quái vật cảm ứng được thiên cơ. Vì ngân tiếp nhiều năm chờ đợi cơ hội, những thứ này lão quái vật chắc chắn sẽ không chuyển ổ, mặc dù thiên băng địa hãm, những thứ này lão quái vật đều sẽ không xuất thủ. Bởi vì mỗi một lần xuất thủ, đối với lão quái vật cũng là một loại tổn thương. Loại tổn thất này là không thể nghịch, nếu muốn bổ sung trở về xuất thủ năng lượng, cần cắn nuốt vô số sinh cơ khí huyết. Sau đó cần nhiều như vậy sinh cơ khí huyết, cần sinh linh lại là số lượng cao. Nếu như chỉ là một cái người, rất dễ dàng gây nên toàn bộ cửu thiên giới sự phẫn nộ, như vậy sẽ nên đón toàn bộ cửu thiên giới vô số thế lực công kích dù cho lão quái vật cường thịnh trở lại, đối mặt với mười mấy cực đạo thần binh, phỏng chừng cũng muốn nghe tiếng biến sắc. Sở dĩ, trừ phi tiên lộ mở ra. Những thứ này lão quái vật phỏng chừng đều sẽ không xuất hiện. Tam tổ người bây giờ nếu như đi qua bạo loạn tinh hải bên kia tức giận mắng lão quái vật, phỏng chừng bọn họ cũng làm làm không có nghe thấy sở dĩ ngươi không cần lo lắng lão quái vật trả thù huống hồ coi như trả thù chúng ta cũng có sức đánh một trận mặc dù đại thành hỗn nguyên đạo thể độ phù hợp chỉ có lục thành cũng có thể miễn cưỡng đối kháng còn có ba cây cực đạo thần binh ở đã đủ đối phó một cái lão quái vật nói đến đây giang trần dừng lại một hồi nói ra thiên khí chi địa là một cái ngoại lệ cái địa phương quỷ quái này rất tà môn dường như các đại thế lực một dạng cấm khu cũng là có tầng thứ mạnh nhất nhất định là thiên khí chi địa yếu nhất nhất định là bạo loạn tinh hải. Cũng vì vậy Giang Trần mới, chỉ có, không sợ với bạo loạn tinh hải, bởi vì bạo loạn tinh hải xem như là số ít thái sơ thánh địa có thể ứng phó cấm khu. Hắn cũng biết bạo loạn tinh hải cái kia cái lão quái vật tính cách, cậu muốn chết. Trừ phi tiên lộ mở ra, cái này cái lão quái vật chắc chắn sẽ không xuất hiện. Người nói như vậy, ta ngược lại là có thể yên tâm. Tam tổ hiếm thấy tùng một khẩu khí. Không giống với Giang Trần, hắn tất lại không biết những thứ này bí ẩn. Thêm lên ngày xưa truyền thuyết, cửu thiên giới thế lực khắp nơi đối với cấm khu đều là cực kỳ kiên kỵ. Nghe tiếng biến sắc. Chủ yếu cấm khu quá thần bí. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ gây nên lớn chấn động lớn, cho dù là đại đế đều có thể lấy đối kháng. Có như chỗ dựa vậy ở, khó tránh khỏi sẽ để cho bọn họ kiên kỵ cùng thận trọng. Đây là cực kỳ bình thường sự tình, nếu như Giang Trần không biết, hơn phân nửa cùng tam tổ không sai biệt lắm. Trình độ nào đó mà nói. Trên mặt nổi cường đại chưa chắc là đáng sợ, không biết mới là đáng sợ nhất bởi vì ngươi không cách nào biết được sâu cạn của đối phương, không biết tự thân có phải hay không lấy trứng chọi đá. Cho nên sẽ có khắp mọi mặt nghi kỵ. Ta đồ nhi ngoan, đạo lữ của ngươi đâu? Thái sơ thánh chủ sang sang tới chậm, nhìn khắp bốn phía, vẻ mặt hiếu kỳ. Sư tôn, ngươi trang bị rất giả dối. Lấy cảnh giới của ngươi, thần niệm bao phủ toàn bộ thánh địa, há có thể không biết nàng ở đâu. Giang Trần nhịn không được nhổ nước bọt nói rằng. Điều này thật quá giả, có chút không nhìn nổi. Thậm chí còn có thể, bọn họ trở lại thời điểm, Thái Sơ Thánh Chủ liền đã biết rồi. Lá gan mập A. À. Thái Sơ Thánh Chủ sắc mặt nhất thời chìm xuống, một cổ vô biên cảm giác ác bách cuốn tới. Giang Trần nhìn về phía Tam Tổ. Trong nháy mắt. Mọi người quay đầu, phản phất nhìn không thấy một dạng. Giang Trần vẽ mặt hắc tuyến, có cần phải dạng này phải không? Tính rồi, ngươi nói. Ngươi an bài thế nào tử thanh yên? Thái Sơ Thánh Chủ tán đi khí thế, ngồi ở một bên, nhẹ giọng nói ra, tử thanh yên thể chất không thể coi thường, người mang tới chẳng lẽ liền không có ý khác phải biết rằng cổ hoang ma vượt đối nàng cực kỳ khát vọng sau này các loại quấy rầy nhất định là không tránh khỏi giang trần đảo cặp mắt trắng giả nhàn nhạc nói ra có thể có ý kiến gì không thuận theo tự nhiên a à. huống hồ ta mới chỉ có cùng với nàng đã gặp mặt vẫn không tính là quá quen hơn nữa vạn sự đều có một cái quá trình muốn nói đối với tử thanh yên không có suy nghĩ gì vậy khẳng định là giả cũng tuyệt đối dương uy chỉ là gian trần hiểu rõ tử thanh yên tính cách nhìn như đạm bạc kỳ thực cương liệt nếu như thừa cơ nhận sau này nghĩ phát triển tiếp khẳng định rất khó nàng thì sẽ cho rằng một cái giao dịch mà thôi sở dĩ nếu muốn tử thanh yên cùng nhan như ngọc giống nhau nhất định phải bồi dưỡng cảm tình tùy ngươi ngược lại là phía sau chân long tộc ngươi định xử lý như thế nào thái sơ thánh chủ cũng không để ý đến việc này nàng biết mình đồ nhi khẳng định sẽ xử lý tốt nàng tương đối lo lắng chân long tộc sự tình dù sao chân long tộc mưu hoa ảnh hưởng vẫn đủ đại nếu là thật bồi dưỡng được một cái đại thành thể chất phía sau ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng có thể động thủ bất quá còn cần chờ một đoạn thời gian gian trần suy tư một chút nói ra đại thành hỗn nguyên đạo thể độ phù hợp còn chưa đủ nếu như hiện tại động thủ nhất định sẽ phát sinh một ít biến cố hơn nữa lao đi chân long tộc chuyện này không thể coi thường không thể có cái gì sai lầm chân long tộc lao đi đây là gian trần tất nhiên chuyện cần làm chỉ là bây giờ đại thành Hỗn Nguyên Đạo thể độ phù hợp còn chưa đủ. Tạm thời không thể động thủ, chủ yếu sợ xuất hiện một ít biến cố. Chương 192, luân hồi kiếp. Hơn nữa lục thành đại thành Hỗn Nguyên Đạo thể không cách nào làm được trấn áp hết thảy năng lực, bọn họ phải đối mặt cũng không dừng chân Long tộc một cái. Sở dĩ bọn họ nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, dự phòng các loại có chuyện xảy ra. Nếu là thật có thể tiêu diệt chân Long tộc, vậy thực sự nguy. Thái Sơ Thánh chủ thoáng cảm thán nói rằng, chân long tộc mấy triệu lâu năm thịnh không suy, hầu như đại biểu cho vạn tộc đồ đằng. Cũng là cửu thiên giới dài dằn dặc tuế nguyệt tới nay tiêu chí cũng là cửu thiên giới dài dằn dặc tuế nguyệt tới nay tiêu chí. Nếu như chân long tộc thật bị diệt, vậy thật là một kiện chuyện kinh thiên động địa, nhân vật nổi tiếng thiên cổ. Sẽ thành công. Giang Trần thản nhiên nói. Chỉ phải cần một khoảng thời gian, hắn có thể động thủ. Vô luận nguyên bản chính giữa chân long tộc, vẫn là phía trước chân long tộc xuất thủ. Cái này đã làm cho Giang Trần đem xếp vào tử vong danh sách trong cung điện giang trần phóng thích chư thiên kính chư thiên kính huyền phù ở giữa không trung ánh sáng màu bạc buông xuống vô số hư không lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đang sinh ra vô số hư không đem giang trần triệt để bao phủ ở ở vô số hư không cách ly phía dưới nhìn như bất quá mấy thước khoảng cách kỳ thực trên lệch mười vạn tám ngàn mét pháp tắc chi hải cũng không biết tác dụng là cái gì ngược lại là hy vọng có thể làm cho cảnh giới của ta đột phá giang trần thẩm thị tự thân cảnh giới bây giờ đã chuẩn thánh thất trọng Khoảng cách Thánh nhân cảnh tự hồ cũng không xa. Bất quá Giang Trần cũng biết, nếu muốn bước vào Thánh nhân cảnh, còn lâu mới có được phía trước đơn giản như vậy. Ở cảnh giới này, mỗi một lần đột phá đều là thời gian rất dài, còn có số lượng cao tích lũy. Cũng chỉ hắn mỗi ngày thối nát cấp cho tu sĩ, làm cho hắn có thể so với thường nhân càng nhanh chóng hơn một ít. Nếu không, dù cho ở yêu nghiệp, bây giờ cũng liền chuẩn Thánh nhị tam trọng bộ dạng. Cảm ngộ pháp tắc chi hải. Giang Trần trong lòng âm thầm nói rằng, thoại âm rơi xuống một cổ huyền ảo lực lượng tràn vào trong đầu ở giữa. Một cổ vô hình lực lượng lôi kéo Giang Trần ly khai, đấu chuyển tinh di, không biết trải qua bao nhiêu lãnh thổ, bao nhiêu thế giới. Cuối cùng đi tới một chỗ chỗ thần bí. Ông! Giang Trần mở mắt, đập vào mi mắt. Đó là một mảnh mênh mông vô cùng, mênh mông vô bờ đại dương mênh mông. Mà những cái này đại dương mênh mông, toàn bộ từ pháp tắc ngưng tụ mà thành. Tùy tiện nắm lên một khối, chính là vô thượng pháp tắc. Pháp tắc chi hải. Người cũng như tên A. Giang Trần triệt để kinh ngạc, trực tiếp tiến nhập thực chất hóa pháp tắc nội bộ, vậy liền coi là là cho người thường cũng có thể lập tức tìm hiểu đại đạo a. Nguyên lai like cái gọi là lĩnh ngộ là như thế này. Liền tại Giang Trần suy tính thời điểm, sức mạnh to lớn thần bí tràn vào trong đầu ở giữa, để cho hắn cấp tốc tiến nhập một trạng thái kỳ ảo. Tâm như minh kính, không linh tuyệt trần. Không có bất kỳ bụi bặm. Đây là một loại hết sức chuyên chú trạng thái, cũng là vô số tu sĩ khao khát trạng thái. Ngộ đạo. Tiến nhập cái trạng thái này thế gian vạn vật còn như bụi mù tan biến, chỉ còn lại có mênh mông vô cùng đại đạo. Ở ngộ đạo dưới trạng thái, gian trần cảm ngộ đại đạo toàn bộ hiện lên mà ra. Hư không, kiếm, thời gian, vận mệnh, hỗn độn. Hàng vạn hàng nghìn đại đạo tụ tập nơi đây, giống như là hoàng đế mở sớm biết một dạng, vạn đạo như thần tử, dùng dập đến đây tham gia gian trần. Chưởng trung càng khôn, cực đạo càng khôn. Gian trần nắm trong tay thần thông bí pháp toàn bộ thi triển ra, triệt để thả ra. Tùy theo. Giang Trần trực tiếp nát bấy rơi, nhướng mày. Giống như là cực kỳ bất mãn ý những bí pháp này. Những thứ này đều không phải của ta đường. Hàng vạn hàng nghìn tu sĩ, khi đạt tới cảnh giới nhất định, đều sẽ đi ra thuộc về con đường của mình. Thiên địa vạn đạo, vô số pháp tắc, bất quá là thượng thiên vật dẫn dưới cành, vô số điều đi thông chí cao cảnh con đường. Vô số sinh linh xâm ngộ đại đạo, bất quá là phân tích vạn đạo thỏa đáng bên trong áo nghĩa, do đó xây dựng một cái đi thông chí cao con đường. Bất luận kẻ nào đều cần phải đi ra chính mình một con đường, duy có con đường của mình, tài năng, mới có thể đi được xa, bước vào người khác con đường không cách nào đạt được cảnh giới trí cao, không biết người khác đường có thể hay không đoạn tuyệt, cho dù là thông suốt con đường, bước vào người khác con đường, chung quy biết hạ mình cùng người khác phía dưới. Giang Trần cảm thụ được hàng vạn hàng nghìn đại đạo, nội tâm không ngừng mà hiểu ra. Thiên địa vạn vật, bất luận cái gì bước vào tu hành sinh linh, đều cần sáng tạo ra con đường của mình. Tuyệt đối không thể bước vào người khác con đường. Người học ta, chết mặc dù cái này con đường đường là thẳng đường dù cho đi tới cực hạn đang đối mặt sáng tạo cái này con đường đường người chung quy biết yếu hơn người khác hơn nữa cả đời không thể vươn mình đối với lần này bây giờ gian trần nát bấy sở hữu con đường đi ra con đường của mình tới chỉ có cái này dạng tài năng mới có thể đi xa hơn đi tới xa nhất đi tới phần cuối thiên địa chúng sinh thường thường sẽ tìm tìm một đạo đại đạo thành tựu tự thân con đường vật dẫn kiếm đạo cũng tốt dục thân đại đạo cũng được cuối cùng là đại đạo một cái mà ta cùng với hắn không giống với, ta sở hành đường, vạn đạo thần phục, thiên địa cúi đầu. Thế gian vạn đạo đều ở dưới chân của ta, thế gian vạn pháp là một ta thần tử. Đại đạo không thể cực hạn với ta, thế gian vạn đạo đều là ta nói. Theo không ngừng mà cảm ngộ. Giang Trần nội tâm từng bước hiểu rõ đứng lên. Hỗn nguyên đạo thể bản thân liền là bao la vạn tượng, thiên địa vạn đạo đều ở trong lòng, cũng ở dưới chân. Hắn sẽ không theo những người còn lại giống nhau đơn độc chọn một cái đại đạo, mà là hành tẩu sở hữu đại đạo cũng hoặc là nói, thế gian vạn đạo đều là hắn tự thân đạo đường. Vạn pháp đều thông, vạn đạo đều phục. Đây là gian trần hôm nay con đường. Đi hướng một cái vô thượng chí tôn, vô thượng chúa tể con đường. Cũng là đạo tổ đường. Chỉ có hàng phục vạn đạo, mới có thể trở thành đạo tổ. ầm ầm Theo gian trần trong lòng không ngừng hiểu ra, trong cơ thể khí huyết không ngừng bốc lên, cổ xưa đạo văn dung hợp vào một chỗ, đảng sinh ra một loại mới tinh đạo văn, một loại mới tinh pháp tắc, loại này đạo văn pháp tắc hoàn toàn khác biệt, có một loại trí cao vô thượng khí tức, phản phất có thể trấn áp hàng vạn hàng nghìn đại đạo. Theo đạo văn không ngừng mà khắc ấn, gian trần cơ thể không ngừng đang sáng lên, trong cơ thể tiên huyết đảng sinh ra khí tức bất hủ, giống như là tuyên cổ bất diệt ý chí, mặc dù thiên băng địa diệt, vũ trụ tan vỡ, cũng sẽ không tiêu thất. Đây là thuộc về gian trần đạo văn, vạn đạo chúa tể đạo văn. Mỗi một cái đạo văn đều ngưng tụ sở hữu đại đạo, bao la vạn tượng, hàng vạn hàng nghìn đại đạo đều ở trong đó. Vạn pháp đạo kinh. Đây là gian trần bây giờ sáng tạo kinh văn, cũng là tự thân đạo đường. Bất quá chỉ là một cái hình thức ban đầu, tạm thời không cách nào cùng những thứ kia đứng đầu bí pháp đánh đồng. Thế nhưng trưởng thành tính kinh người. Nếu như Giang Trần không ngừng trưởng thành xuống phía dưới, sau này vạn pháp đạo kinh sẽ siêu việt toàn bộ, trở thành nhất cường đại đạo 4.5 trải qua cũng không cũng không phải không có khả năng. Theo không ngừng mà cảm ngộ, Giang Trần khí tức từng bước tăng trưởng. Ở mảnh này đại dương mênh mông ở giữa, nhấc lên kinh thiên sóng biển. Giống như vô thượng chúa tể một dạng, chúa tể thiên địa, chúa tể vạn đạo trong quá khứ không biết bao lâu. Giang Trần bỗng nhiên mở mắt, cả người khí tức ầm ầm mà ra, rất nhanh lại co lại. Luân hồi kiếp. Giang Trần tinh tế cảm ngộ mới sáng tạo bí pháp, mâu quan thiểm thức. Đây là trải qua dài dằng dặc cảm ngộ sáng tạo bí pháp, coi như là tự thân con đường một loại thể hiện. Luân hồi kiếp, một loại thần hồn bí pháp. Cùng với nói là nào đó công phạt thần thông, còn không bằng nói là thôi miên. Bất quá so với bình thường thôi miên cường đại nhiều lắm. Luân hồi kiếp, vô thanh vô tức, không người chống lại dường như trụy lạc luân hồi một dạng, kiếp nạn mọc thành bụi, như trải qua hàng vạn hàng nghìn luân hồi, mỗi một cái luân hồi đều là cực kỳ chân thật, căn bản khiến người ta không phát hiện được dị dạng, nếu như nội tâm kiên trì là thật, như vậy sẽ triệt để rơi vào luân hồi ở giữa, tỉnh sinh không thể siêu sinh. Nếu như ý chí kiên định giả, lại có thể từ thoát đi mà ra. Có thể nói cái bí pháp này mặc dù không có hủy thiên diệt địa uy năng, lại có khó có thể tưởng tượng lực sát thương. Nếu như đạo tâm không phải cứng cỏi, rất dễ dàng rơi vào luân hồi ở giữa, cả đời không thể siêu thoát hơn nữa bên trong luân hồi cực kỳ chân thực, đáp ứng không xuể, như chân chính tiến nhập luân hồi giống nhau. Ngay từ đầu có lẽ đạo tâm còn có thể kiên định, thế nhưng ở trải qua hàng ngàn hàng vạn lần về sau, chung quy sẽ bị ma diệt tâm trí, đạo tâm bị long đong, cuối cùng rơi vào luân hồi. Mà cái này chính là gian trần chế tạo ra thần thông. Xem như là hắn bây giờ đáng sợ nhất thần thông. Ngang hàng tầng thứ bên trong, trừ phi đạo tâm thực sự đạt được cứng như bàn thạch, vô kiên bất tồi trình độ, nhiệm là cái gì đều không thể quấy nhiễu trình độ phía dưới, mới có thể từ chạy trốn mà ra. Nếu như không có có loại này tầng thứ đạo tâm, dù cho cao hơn mấy cái tầng thứ, chỉ cần có lỗ thủng, đều sẽ trầm mê trong đó, từ đây vĩnh viễn rất luân hồi. Luân hồi kiếp. Đã là luân hồi thể nghiệm, cũng là khó có thể tưởng tượng kiếp nạn. Chương 193, Cửu Thiên Giới Rung Chuyển. Thánh tử ngươi xuất quan. Giang Trần mới, chỉ có, mới vừa đi ra tới, nhan như ngọc liền đó. Ừm. Giang Trần bóp một cái nhan như ngọc gương mặt, cười nói ra, ta bế quan bao lâu? Có chừng 9 tháng. Trong khoảng thời gian này thuần dương thánh địa người thường xuyên đến, nói muốn cùng thánh địa trao đổi thuần dương căn nguyên sự tình. Thánh chủ bọn họ cũng vẫn tìm ngươi, chỉ bất quá nhìn ngươi còn đang bế quan liền buông tha. Nhan như ngọc trả lời nói rằng, bế quan 9 tháng sau. Quả nhiên tu hành không tuế nguyệt. Giang Trần trong lòng âm thầm nói rằng, dưới cái nhìn của nó bất quá là qua một hai ngày, không nghĩ tới cũng là cửu tháng trôi qua. Bất quá hắn không coi là nhiều thái quá ngươi xem đại trưởng lão bế quan ngàn năm, nửa bước không ra. Đó mới là điều kỳ quái nhất. Hắn chín tháng cùng đại trưởng lão ngàn năm so với xác thực không coi vào đâu. Thật thoải mái. Giang Trần nằm trên ghế, lười biến hiếp mắt, thích ý cảm thụ được ánh nắng mang tới ấm áp. Bất quá loại này thư sướng cảm giác không có duy trì liên tục bao lâu. Thái sơ thánh chủ theo sát mà đến. Ngươi ngược lại là rốt cuộc xuất quan. Cảm ngộ như thế nào? Thái sơ thánh chủ ngưng mắt nhìn Giang Trần, luôn cảm giác Giang Trần cùng quá khứ có chút không giống ngươi đi ra con đường của mình. Tam tổ ngưng mắt nhìn Giang Trần, khoáng mừng rỡ nói rằng. Ừm. Giang Trần gật đầu. Không thể không nói cái này cảm ngộ phát tắc chi hải sát thực lợi hại. Không ngừng làm cho hắn lĩnh ngộ luân hồi kiếp, hơn nữa cảm ngộ tự thân đạo đường. Đặc biệt là người sau, cái này vô cùng trọng yếu. Đến tiếp sau nếu muốn đi được xa, liền tất nhiên có con đường của mình. Không phải vậy đi tới con đường của người khác, chung quy dừng bước không tiến lên, khó có thể tiếp tục nữa. Thậm chí còn con đường đã sớm gãy, để cho ngươi nửa bước khó đi. Đối với lần này, thường thường một ít cường giả khi đạt tới cảnh giới nhất định đều sẽ đi ra tự thân đạo đường. Bất quá đại bộ phận đều là ở thánh nhân cảnh mới bắt đầu, bởi vì đạt được cảnh giới này, xem như là đi tới con đường tu hành đỉnh tiên tầng thứ, lĩnh ngộ đại đạo cũng nhiều, cũng có thể càng rõ ràng tự thân đạo đường. Loại này ngộ đạo đường, cũng không phải càng nhanh càng tốt. Nếu là ở thần cung cảnh lĩnh ngộ, chưa chắc là tốt. Bởi vì tự thân đồ đặc biệt không nhiều lắm, sáng tạo ra được con đường chưa chắc có thể đi được xa. Biết đồ đạc càng nhiều, sở tinh thông sự vật càng nhiều. Ở lui về phía sau đi ra chính mình con đường thời điểm trợ giúp lại càng lớn. 27 thường thường vào lúc đó, tài năng, mới có thể đi ra tự thân hoạn lộ thêm thang. Như vậy cũng tốt so với một cái học sinh trung học ở sáng tạo một môn học thức cùng một cái trí giả sáng tạo một môn học thức là một cái đạo lý. Học sinh trung học ở làm sao nghịch thiên, chung quy có kiến thức hạn chế, biết tri thức rất ít, dù cho sáng tạo ra một môn học thức lại không cách nào đến tiếp sau hoàn thiện xuống phía dưới trí giả sáng tạo tri thức liền không nhất định chưa chắc nói trăm phần trăm có thể đi tới cuối cùng thế nhưng ít nhất so với học sinh trung học tốt hơn không ít bây giờ gian trần là thuộc về người sau bản thân liền biết rõ vô số cổ tịch lĩnh ngộ vô số đại đạo tự nhiên mà vậy đi ra con đường sẽ hoàn toàn khác biệt huống hồ hắn là hỗn nguyên đạo thể cái này là một chuyện tốt cảnh giới này hiểu ra tự thân đạo đường đối với lui về phía sau chỗ tốt càng nhiều Thái sơ thánh chủ hơi có chút kinh ngạc, bất quá càng nhiều hơn chính là vui mừng. Nhà mình đệ tử chưa bao giờ cần lo lắng, thế nhưng đi ra tự thân đạo đường cần nhất định cơ duyên và năng lực. Năng lực nhà mình đệ tử khẳng định không thiếu, thế nhưng sợ hãi nhà mình đệ tử thiếu khuyết cơ duyên. Bây giờ xem ra cũng không cần lo lắng. Giang Trần đã đi ra con đường của mình, lui về phía sau tu hành cũng không có cái gì tốt lo lắng. Chỉ cần sau này tiếp tục tìm tu, làm đâu chắc đấy liền có thể. Không nói chuyện cái này thuần dương căn nguyên ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào trong khoảng thời gian này thuần dương thánh địa thúc giục muốn chết ba ngày hai đầu bỏ chạy qua đây thái sơ thánh chủ có chút bất đắc dĩ nếu như thế lực khác chính mình đã sớm đánh ra ngoài a à, nàng cũng đem thuần dương thánh địa người đánh ra ngoài thế nhưng thế nhưng với quan hệ ở nơi nào coi như ở làm sao anh ra ngoài cũng không có thể ngăn cản bọn họ hơn nữa nàng cũng hiểu thuần dương thánh địa ý tưởng dù sao cái này liên quan lấy thánh địa tương lai đổi thành nàng lời nói phỏng chừng cũng không kém đương nhiên cũng không có thuần dương thánh địa như vậy đáng ghét thuần dương căn nguyên khoái xuất thế ngược lại là có thể chuẩn bị xuất thủ giang trần trong mắt lóe lên một tia suy tư thuần dương căn nguyên cùng hợp đạo hoa không sai biệt lắm một loại cực kỳ đặc thù thiên tài địa bảo đây đối với tu luyện thuần dương đại đạo cũng hoặc là hỏa chi đại đạo tu hành giả mà nói có cự đại đề thăng đặc biệt là thuần dương thần thể nếu là có thuần dương căn nguyên này tương hội sản sinh thuế biến hóa thành mạnh nhất nhục thân thể chất một trong đại thành sau đó nhục thân vô song, cho dù là cực đạo thần binh cũng không thể thương tổn đến mảy may. Nếu như bình thường một chút đại đế có lẽ đều khó không biết làm sao, mà có thể thu được thuần dương căn nguyên thuần dương thần thể. Và dằng giặc tuế nguyệt tới nay, cũng chỉ có thuần dương đại đế có thể làm được. Thuần dương thánh địa sở dĩ gấp như vậy, cũng là bởi vì nghĩ tái hiện ngày xưa thuần dương đại đế huy hoàng. Để cho hắn thuần dương thánh tử sở hữu cùng thuần dương đại đế một dạng thể chất. Không nói khác, thuần dương thánh tử nếu là thật có cái này thể chất, các phương diện cũng sẽ không so với hoàng thanh thiên sai thậm chí còn càng sâu một bậc hầu như cùng tử thanh yên không sai biệt lắm bất quá lần này thuần dương căn nguyên xuất thế ảnh hưởng cự đại hấp dẫn thế lực khắp nơi xuất thủ đặc biệt là kim ô nhất tộc thuần dương căn nguyên đối với thuần dương thần thể có cự đại tác dụng đối với kim ô một loại cũng có kinh người tác dụng nếu là có thể luyện hóa thuần dương căn nguyên kim ô nhất tộc sẽ rèn luyện huyết mạch hóa thành thuần huyết kim ô thuần huyết kim ô không thể coi thường được cho chân chính thần thú Hôm nay thái cổ hoàng tộc kỳ thực đều không có thuần huyết sinh linh tồn tại. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút một ít tạp chất huyết mạch ở, mà những thứ này huyết mạch vô cùng ẩn nấp, rất khó thanh trừ. Trừ phi bí pháp đặc thù. Ngoại trừ Kim Ô nhất tộc ở ngoài, Chu Tước nhất tộc, Bất Tử thần hoàng tộc nhất tộc đều nghĩ được đến thuần dương căn nguyên. Vì sao? Tự nhiên cũng là muốn đạt được thuần huyết sinh linh. Đặc biệt là dùng ở hoàng thanh thiên trên người, một ngày rèn luyện vì thuần huyết bất tử thần hoàng tộc, sẽ triệt để độc bộ thiên hạ nguyên bản ở giữa chính là hoàng thanh thiên chiếm được vi áp cử thiên giới một đoạn thời gian đoạn thời gian đó hoàng thanh thiên chính là thiên kiêu số một nguyên bản ở giữa không có cặn kẻ viết qua thuần dương căn nguyên xuất thế địa phương chỉ nói là đi lại với nhau thiên khí chi địa bay ra sở dĩ giang trần cũng không có biện pháp gì nếu muốn thu được thuần dương căn nguyên cũng không có đơn giản như vậy làm cho thuần dương thánh địa chuẩn bị xong lần này thuần dương căn nguyên xuất thế tranh đấu người cũng không ít bất tử thần hoàng tộc kim ô nhất tộc chu tức nhất tộc thậm chí còn còn lại thái cổ hoàng tộc đều sẽ không bỏ qua, đặc biệt là ba vị trí đầu cái chủng tộc, nếu là có thể luyện hóa thuần dương căn nguyên sẽ sinh ra thuần huyết sinh linh. Thuần huyết sinh linh đại biểu cho cái gì, nói vậy sư tôn ngươi so với ta càng rõ ràng hơn." Giang Trần thản nhiên nói. Thuần dương căn nguyên ở nguyên bản ở giữa, xem như là một cái cực kỳ cao trào kịch tình. Cũng là một cái đại kịch tình. Bởi vì đây là sơ kỳ một cái dây dưa cự đại hỗn chiến, ảnh hưởng sâu xa. Hơn nữa trận này tranh đoạt, tịch quyển toàn bộ cửu thiên giới phần lớn thế lực đều tham dự trong đó. Vậy càng thêm không thể để cho bọn người kia chiếm được. Nếu như Hoàng Thanh Thiên chiếm được, liền cực kỳ khủng khiếp. Thuần huyết bất tử thần hoàng, đây là muốn tái hiện tổ tiên bọn họ huy hoàng. Thái sơ thánh chủ ngữ khí băng lãnh, cực kỳ kiên định nói. Hoàng Thanh Thiên thiên tư đã đầy đủ nghịch thiên. Nếu là ở bên ngoài lột xác thành thuần huyết sinh linh, thậm chí còn có thể uy hiếp được gian trần. Nếu là như vậy, hắn không có khả năng làm cho đối phương lấy được. Sư Tôn, tại sao ta cảm giác trong lòng ngươi nghĩ Hoàng Thanh Thiên trở thành thuần huyết sinh linh là có thể uy hiếp được ta? Chương 194, Thuần Dương Căng Nguyên xuất thế. Giang Trần nhẹ nhàng cười. Hắn hôm nay đã sớm thuế biến, dù cho Hoàng Thanh Thiên lột xác thành tinh khiết huyết thần Phượng Hoàng, hắn chính là vẫn như cũ không ổn, như là thường ngày một dạng, chỉ bất quá có thể kiên trì lâu một chút mà thôi, giải quyết không có cải biến. Nói như vậy, thế nhưng không thể không phòng. Thái cổ hoàng tộc đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện thuần huyết sinh linh, Quá khứ mỗi một lần xuất hiện thuần huyết sinh linh đều là cuối cùng đứng ở cuối cùng, chứng đạo xưng đế. Hoàng Thanh Thiên đã bất tử thần hoàng tộc hiếm thấy yêu nghiệt, nếu để cho hắn hóa thân là thuần huyết sinh linh, hậu quả khó mà lường được. Thái Sơ Thánh Chủ nói rằng. Một bên tam tổ cũng theo đó phụ họa nói ra, những thứ kia thái cổ hoàng tộc đại đế, kỳ thực đều là thuần huyết sinh linh, mà bọn họ cuối cùng đều chứng đạo, đến tiếp sau rất nhiều năm chưa từng xuất hiện thuần huyết sinh linh, thái cổ hoàng tộc cũng không có chứng đạo, ngoại trừ chân long tộc ở ngoài chân long tộc vị thứ hai đại đế xem như là một cái ngoại lệ, mặc dù không là thuần huyết sinh linh lại như cũ đi đến cuối cùng, lực ác quần hùng, người này mới thật sự là thiên chi yêu nghiệt. Nói lên chân long tộc vị thứ hai đại đế, tam tổ nhãn thần hiện lên vẻ bội phục. Vị này đại đế ngay từ đầu kỳ thực không tính là quá yêu nghiệt, ở chân long tộc ở giữa cũng không phải rất thấy được. Thế nhưng đến tiếp sau không ngừng mà mạnh mẽ, cuối cùng kinh diễm thiên hạ. Thuần dương Trang nguyên tất nhiên không thể để cho thái cổ hoàng tộc đạt được. Thuần huyết sinh linh ảnh hưởng quá lớn một kiếm tuyết cũng là phụ họa nói rằng bọn họ đều biết rõ thuần huyết sinh linh mang tới ảnh hưởng nếu để cho bọn họ thành công hậu quả khó mà lường được nhiều một cái cùng thiếu một cái kỳ thực khác biệt không nhiều lắm chân long tộc đã có một cái thuần huyết chân long giang trần chậm rãi nói ra rất nhiều năm cũng đã sinh ra thuần huyết chân long chỉ bất quá chân long tộc vì đạt được càng nhiều cho nên mới vẫn lánh đời không ra muốn một lần hành động sáng tạo ra một vị đại đế tới nếu không cái kia vị thuần huyết chân long xuất thế còn thực sự không có mấy người là đối thủ thuần huyết sinh linh cũng xác thực từ trước ở nguyên bản ở giữa hậu kỳ hai cái thuần huyết sinh linh cơ hồ là tuyệt thế song kiêu chiếm đoạt cửu thiên giới nhiệt nghị đề tài chỉ bất quá hoàng thanh thiên mỗi một lần đều gặp khó khăn bởi vì cảnh giới chênh lệch chân long tộc thuần huyết chân long xuất thế liền có thể so với đại thành thể chất vậy làm sao đánh nếu không phải là hoàng thanh thiên đầy đủ nghịch thiên thêm lên nhiều thủ đoạn sớm đã bị mạt sát cũng liền đến rồi phía sau mới có chuyển cơ cái kia chúng ta không cách nào can thiệp, thế nhưng cái này tất nhiên muốn bắt. Thái sơ thánh chủ không để ý đến nhiều như vậy. Chân Long tộc sự tình đã xảy ra, bọn họ đã định trước không cách nào can thiệp. Thế nhưng thuần dương căn nguyên không giống với. Đó là tự nhiên. Tuy là lần này thuần dương căn nguyên xuất thế ảnh hưởng cự đại. Thế nhưng chúng ta vẫn có cơ hội trước giờ thu được. Giang Trần vừa cười vừa nói. Không biết cặn kẻ xuất thế địa phương và thời gian không trọng yếu. Đại khái biết một chút là được chỉ cần bọn họ ở thiên khí chi địa ngoại vi coi chừng tất nhiên có thể bước đầu tiên bắt được thuần dương căn nguyên nói như vậy kịch tình phỏng chừng có thể trước giờ kết thúc cũng không biết làm như vậy thối nát cho ra thưởng cho là bao nhiêu gian trần trong lòng âm thầm nói rằng cái này đại kịch tình không thể coi thường gian trần nhất định có thể không ra tay liền không xuất thủ dù sao cũng là hiếm thấy đại kịch tình thưởng cho tất nhiên là cực kỳ phong phú đương nhiên nếu như gặp cái gì cũng không thể dự đoán sự tình hắn nên xuất thủ còn là muốn xuất thủ một chỗ bí ẩn bên trong không gian thái sơ thánh địa thuần dương thánh địa đại tần hoàng triều thái thanh đạo tông tứ đại bất hủ thế lực tề tụ một đường thái thanh đạo tông tông chủ và đại tần hoàng đế đều thoáng nghi hoặc khó hiểu bởi vì thái sơ thánh chủ vô duyên vô cớ đưa bọn họ sốt ruột tới rồi bất quá đại tần hoàng đế trải qua chuyện lúc trước đến lúc đó thoáng bình tĩnh một ít ngược lại là thái thanh đạo tông tông chủ vẻ mặt mộng bức đến tột cùng xảy ra chuyện gì có thể để cho thái sơ thánh chủ triệu tập tứ đại thế lực tới rồi thái sơ thánh chủ chẳng lẽ các ngươi muốn tấn công chân long tộc thái thanh đạo tông tông chủ trầm ngâm khoảng khắc thận trọng hỏi bên ngoài vẫn thịnh truyền sẽ đối chân long tộc động thủ điều này làm cho hắn cảm thấy thái sơ thánh chủ hơn phân nữa là muốn động thủ chân long tộc sự tình qua đi biết làm dự định bất quá lần này triệu tập các ngươi cũng không có gì không phải a à bởi vì chân long tộc sự tình mà là việc thái sơ thánh chủ thản nhiên nói nguyên lai thật muốn đánh à thái thanh đạo tông tông chủ chắc lưỡi cho là một cái lời đồn không nghĩ tới thái sơ thánh địa thật có quyết định này bất quá đây mới là thái sơ thánh địa tác phong chân long tộc đều làm được loại trình độ này thái sơ thánh địa còn không dự định xuất thủ cái kia xác thực có chút lạ lần này triệu tập các vị qua đây vì một vật thuần dương căn nguyên không biết các vị nghe nói qua chưa thái sơ thánh chủ không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề nói với mấy người đại danh đỉnh đỉnh thuần dương căn nguyên nếu không phải biết vậy khẳng định là khác thường thái sơ thánh chủ ngươi biết ở đâu có thuần dương căn nguyên đại tần hoàng đế hai mắt sáng lên khá hứng thú nói rằng thuần dương trang nguyên có thể là đồ tốt a à, dù cho người bình thường luyện hóa cũng có thể được khó có thể tưởng tượng tình trạng bất quá hắn cũng không phải hy vọng xa vời bởi vì thái sơ thánh địa chủ trì cái này hội nghị tự nhiên thuộc sở hữu thuộc về thái sơ thánh địa hoặc có lẽ là thuần dương thánh địa đại tần hoàng đế nhìn về phía thuần dương thánh chủ chứng kiến người này bức thiết cùng lo âu dáng vẻ tâm lý nắm chắc hơn phân nữa là thái sơ thánh địa vì thuần dương thánh địa tranh thủ đối với cái này một điểm, hắn cũng không phải ngoài ý muốn. Bởi vì quan hệ của hai người để ở nơi đó. Ừm. Lần này triệu tập các vị qua đây, vì chính là dành thuần dương căn nguyên. Bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau, thuần dương căn nguyên thuộc về thuần dương thánh địa. Đương nhiên sẽ cho các vị bồi thường, những thứ này để cho thuần dương thánh địa tới, các ngươi có thể hướng hắn nói một cái yêu cầu, còn như là cái gì có chính các ngươi so sánh. Thái sơ thánh chủ nói rằng, chuyện này người được lợi xem như là thuần dương thánh địa, tự nhiên làm cho thuần dương thánh địa gánh chịu vô luận có thể hay không đạt được ta về sau đều sẽ hội báo các vị thuần dương thánh chủ không còn nửa quá khứ thoáng cung duy nói rằng nếu muốn đạt được thuần dương căn nguyên vẫn còn cần hai người trợ giúp mới được ta không có dị nghị ta cũng không có đại tần hoàng đế cùng thái thanh đạo tông tông chủ lập tức cho ra ý kiến của mình bọn họ lòng biết rõ nếu là thái sơ thánh địa triệu tập tới được khẳng định thuộc sở hữu quyền không ở trên người của bọn họ huống hồ bọn họ cũng không có ý nghĩ này thuần dương căn nguyên tuy trân quý thế nhưng đối với bọn hắn mà nói tác dụng không có lớn như vậy đối lập thuần dương căn nguyên thuần dương thánh địa nhân tình dường như càng trân quý một ít tin tức này không thể coi thường hy vọng các vị có thể ẩn giấu tin tức không cần nói cho dưới trướng bất luận kẻ nào miễn đi tin tức bại lộ phiêu lưu hơn nữa các vị sai phái ra đi người mỗi cá nhân mang theo ấn ký này nếu như phát hiện thuần dương căn nguyên lập tức bóp nát ấn ký thái sơ thánh chủ đem hư không ấn ký ném cho mấy người những thứ này ấn ký có rất nhiều có chừng mười mấy dáng vẽ chừng đầy đủ làm cho ba thế lực lớn tiêu hóa đi xuống ngược lại mỗi cái thế lực phái ra mấy vị cường đại liền có thể nhiều liền không tốt rất dễ dàng bị người phát giác sau đó đám người đại khái đem sự tình triệt để thương nghị hết sau đó hội nghị liền tản không bao lâu bốn đại thế lực cường giả tề tụ thiên khí chi địa vây quanh toàn bộ thiên khí chi địa lối vào chỉ cần có dị động gì bọn họ lập tức liền có thể phát hiện chỉ bất quá có ít thứ khó có thể ẩn giấu. Ầm ầm. Một cổ mạnh mẽ tuyệt đối ba động từ thiên khí chi địa ở chỗ sâu trong bộc phát ra. Theo sát, một vòng đại nhật từ thiên khí chi địa xông ngang mà ra. Kinh cũng uy năng tịch quyển toàn bộ thiên địa, đại đạo ầm vang, chấn động thiên khung. Chỉ là trong nháy mắt, khí tức cường đại bao phủ toàn bộ cửu thiên giới. Đại đạo chấn động, để cho hắn cửu thiên giới các cường giả dùng dập nhận thấy được. Đặc biệt là Kim Ô nhất tộc, Chu Tức thần tộc, còn có bất tử thần hoàng tộc. Ba đại thái cổ hoàng tộc cảm giác được cái này một cổ khí tức, nhất thời kinh hỉ như điên. Thuần dương căn nguyên. Chương 195, khắp nơi tập hợp. Ầm ầm. Một vòng đại nhật từ thiên khí chi địa sông ngang mà ra, nhiệt độ nóng bỏng đốt cháy thiên địa, nơi đi đến vạn vật hóa thành tro tàn, trở thành bụi mù. Vô tận lãnh thổ bị nóng chảy, tùy theo hoàn toàn biến mất. Cùng cuộn thuần dương pháp tắc trung chuyển càng khôn, đại đạo ầm vang, pháp tắc đi minh, dường như muốn hủy diệt toàn bộ phản phất một vị vô thượng đại đế xuất thế một dạng, mạnh mẽ tuyệt đối ba động đã đủ nghiền ép toàn bộ, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Thuần Dương căn nguyên đã thông linh, có thể so với chuẩn đế cảnh giới. Thiên khí chi địa đến tột cùng là địa phương quỷ gì, dĩ nhiên tồn tại loại vật này. Đám người đều thấy choáng, cho rằng Thuần Dương căn nguyên chỉ là một người bình thường thiên tài địa bảo. Giống như ngày xưa hợp đạo hoa giống nhau. Ai biết đã thông linh, tuyệt đối xem như là sinh linh một loại. Loại này thiên tài địa bảo đã sinh ra linh trí, hơn nữa sở hữu tu vi cường đại. Tùy tiện tản mát ra ba động đều đủ để đem thánh cảnh lay động, đây là thuộc về đế cảnh khí tức. Thuần Dương căn nguyên tu vi hoàn toàn đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Bất quá để cho bọn họ rung động vẫn là Thuần Dương căn nguyên dĩ nhiên thông linh. Đại đạo áp chế, đưa tới thiên tài địa bảo nếu muốn thông linh đó là không gì sánh được chật vật sự tình. Càng cường đại thiên tài địa bảo càng khó thông linh, dài dằn dặc tuế nguyệt tới nay có thể chân chính thông linh thiên tài địa bảo cũng chỉ có số ít mấy cái. Thế nhưng nếu như hoàn thành sinh ra linh trí, chuyển hóa thành sinh linh. Loại này thiên tài địa bảo đem là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Ngày xưa có một vị đại đế chính là thiên tài địa bảo thông linh, cuối cùng bước vào đại đế cảnh giới. Vẫn chưa có hoàn toàn thông linh. Thiên địa không dung những thứ này thiên tài địa bảo thông linh, nếu muốn triệt để trở thành một cái sinh linh, tất nhiên cần sinh ra hoàn chỉnh linh trí, hơn nữa cần vượt qua thiên kiếp mới được, chỉ có vượt qua thiên kiếp, tài năng, mới có thể thực sự trở thành sinh linh. Một ngày vượt qua thiên kiếp, sẽ triệt để ngư dược long môn. Bây giờ hắn lân cận thiên kiếp, chính là chúng ta cơ hội xuất thủ, tại thiên kiếp đã tới phía trước nhất định phải lao đi hắn linh trí, không thể để cho thiên kiếp đến. Giang Trần thân ảnh truyền tới chứa nhiều cường giả trong tay. Nghe vậy, đám người thần sắc nghiêm nghị, vô cùng nghiêm túc. Bọn họ cũng biết, loại vật này một ngày gây nên thiên kiếp, đó đúng là chuyện cực kỳ đáng sợ. Điểm trọng yếu nhất, một ngày bọn họ bị dính vào, sẽ đối mặt với lấy tìm thường nhân gấp mấy lần thiên kiếp, sở dĩ vô luận như thế nào, cũng không thể làm cho thiên kiếp đã tới. Động thủ ầm ầm. Tứ đại cực đạo thần binh xuất thế, cuồng cuộn uy áp trấn áp thiên địa. Toàn bộ cửu thiên giới đại đạo đều ở đây bi minh ở giữa, giống như là bị cái gì áp chế. Cuồng cuộn khí tức càng là tịch quyển toàn bộ cửu thiên giới. Cảm nhận được cái này một cổ hít thở không thông một dạng cảm giác ác bách, cửu thiên giới sinh linh trong lòng kinh sợ, dùng dập ngẩng đầu nhìn khí tức phương hướng. Gần như cùng lúc đó, ba động cường đại gây nên thế lực khắp nơi chú ý. Chân Long tộc. Bất tử thần hoàng tộc cổ hoang ma vực còn có cấm khu thế lực khắp nơi cường giả dồn dập ngẩng đầu tứ đại cực đạo thần binh ra đời bọn họ muốn làm cái gì chờ các loại đây là thuần dương căn nguyên khí tức hoàng thiên cảm giác được đại đạo phát tắc ba động có chút không hiểu vì sao có thể gây nên tứ đại cực đạo thần binh tùy theo thuần dương căn nguyên khí tức lan tràn mà ra thuần túy thuần dương đại đạo rít gào lập tức gây nên lớn chấn động lớn biết được là thuần dương căn nguyên hoàng thiên lập tức đứng dậy gầm lên một tiếng trong tộc sở hữu đại thánh cảnh giới cường giả cùng ta đi trước cướp đoạt thuần dương căn nguyên không thể để cho thuần dương căn nguyên bị người cướp đi thuần dương căn nguyên quá trọng yếu đặc biệt là đối với bọn hắn này chủng chủng tộc có thuần dương căn nguyên đại biểu cho là có thể sinh ra thuần huyết sinh linh mà cái này cũng là bọn hắn cần hơn nữa mỗi một thời đại thuần huyết sinh linh trên cơ bản cuối cùng đều chứng đạo xưng đế điều này đại biểu cửu thành xác suất trong tộc xuất hiện đại đế làm sao không để cho bọn họ cảm thấy nóng ruột sở dĩ bọn họ không thể bỏ qua. Ầm ầm. Thuần Dương căn nguyên dĩ nhiên xuất thế. Thảo nào có tứ đại cực đạo thần binh xuất thế. Đáng chết, đây là nhân tộc khí tức, bọn họ như thế nào biết được ở đâu có Thuần Dương căn nguyên. Không thể để cho bọn họ cướp đi, nhất định phải lưu cho ta tộc. Đang nghe Thuần Dương căn nguyên xuất thế, Bất Tử thần hoàng tộc cường giả lập tức lên đường, vô cùng kích động. Thuần Dương căn nguyên đối với bọn họ lực hấp dẫn quá lớn. Bọn họ không thể bỏ qua. Rất nhanh, bất tử thần hoàng tộc chứa nhiều cường giả đứng dậy xé rách hư không trùng trùng điệp điệp hướng phía thiên khí đất phương hướng đi qua hoàng thanh thiên từ đó đi ra mắt nhìn trong tộc cường giả thân ảnh đi xa mâu quan thâm thúy trên đời này dĩ nhiên thật sự có thuần dương căn nguyên xuất thế chỉ là không biết trong tộc cường giả có thể hay không có thể cướp được mặc dù hoàng thanh thiên đạo tâm không thể phá vỡ không hề bận tâm bây giờ nghe được thuần dương căn nguyên tin tức khó tránh khỏi có chút kích động thuần dương căn nguyên đối với bọn hắn mà nói quá trọng yếu đại biểu cho trong tộc phải ra khỏi một vị thuần huyết sinh linh. Mà hắn là trong tộc nhất trác tuyệt thiên kiêu, quyết định chiếm được thuần dương căn nguyên, liền có thể hóa thành thuần huyết sinh linh. Ta nếu là có thể trở thành thuần huyết sinh linh, tất nhiên có cơ hội đánh bại Giang Trần. Đáng tiếc bây giờ thực lực của ta, không cách nào đi qua tham dự. Hoàng Thanh Thiên vô cùng tiếc nuối, hắn rất muốn cùng tộc nhân đi qua tranh đoạt thuần dương căn nguyên. Thế nhưng hắn cũng biết, hắn hôm nay đi qua cũng chỉ là cản trở tồn tại. Một chút tác dụng đều không có có lẽ trong tương lai, hắn biết tiếc núi tự thân không thể tự mình tham dự trong đó. Không thể đem thuần dương căn nguyên đoạt lại. Nếu là có thể đoạt lại, tất nhiên không phải tầm thường. Hơn nữa hắn cũng có cơ hội cùng thái sơ thánh tử cùng với tranh phong, mà không phải bị lôi ra khoảng cách tới. Kim ô nhất tộc. Trong tộc đại thánh toàn bộ xuất quan lên đường, thuần dương căn nguyên không thể để cho người khác cướp đi. Kim ô tộc trưởng gầm lên một tiếng, cùng cuộn khí tức giống như đại dương tịch quyển mà ra. Trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ tiểu thế giới một khắc kia. Mấy đạo khí tức cường đại trong nháy mắt phúng ra ngoài, cuồn cuộn khí tức giống như mưa giông gió giật một dạng, tịch quyển lấy toàn bộ tiểu thế giới. Dường như bất tử thần hoàng tộc một dạng, đám người mã bất đình đề hướng phía thiên khí đất phương hướng mà đi. Bạch hổ nhất tộc, chu tước nhất tộc. Mỗi cái đại thái cổ hoàng tộc cũng dồn dập động thủ, cũng muốn cướp dưới thuần dương căn nguyên, vì đó bồi dưỡng bên trong tộc thuần huyết sinh linh. Không thể không nói. Thuần huyết sinh linh đối với thái cổ hoàng tộc quá trọng yếu chỉ cần là biết đến, không có không lên đường. Ngoại trừ chân long tộc. Lúc này, ở cường đại pháp trận phía dưới, chân long tộc như là thường ngày một dạng bình tĩnh. Chân long tộc cường giả cũng toàn bộ triệu tập qua đây, chỉ bất quá không giống với còn lại chủng tộc, bọn họ cũng chưa qua đi tham dự trong đó. Tộc trưởng, chẳng lẽ chúng ta không qua cướp đoạt một cái? Thuần Dương Căng Nguyên không thể coi thường, nếu để cho bất tử thần hoàng tộc lấy được, đây đối với chúng ta mà nói cũng là một cái uy hiếp to lớn. Một vị chân long tộc trưởng lão như mày, dáng vẻ nhau nhau muốn thử. Hắn cực kỳ cấp thiết muốn đi ra ngoài cướp đoạt thuần dương căn nguyên. Ngược lại không phải là thuần dương căn nguyên đối với các nàng tác dụng bao lớn, mà không phải là không thể cho bất tử thần hoàng tộc bắt được. Nếu như bị bên ngoài lấy được, sau này nhiều một cái thuần huyết sinh linh, lui về phía sau là thêm một cái biến cố. Vội cái gì? Thuần huyết sinh linh mà thôi, chúng ta chân long tộc đã sớm có. Hơn nữa coi như bị bất tử thần hoàng tộc bắt được thì như thế nào? Chương 196, Hội tụ thiên khí chi địa ngao thương đã sớm hóa thành thuần huyết sinh linh hơn nữa kế hoạch đã tiến hành được một bước cuối cùng chỉ cần chịu đựng đến ngao thương xuất thế đừng nói một cái thuần huyết sinh linh cho dù là toàn bộ chủng tộc đều là thuần huyết sinh linh chúng ta cũng không cần sợ hãi so với mọi người sốt ruột cùng lo nghĩ chân long tộc hiện ra cực kỳ bình tĩnh chi như vậy cũng là bởi vì tự thân con bài chưa lật thâm hậu ngao thương cũng chính là chân long tộc đã qua vạn năm kế hoạch một trong bây giờ bọn họ kế hoạch đã chấp hành đến cuối cùng chủ yếu ở chờ một đoạn thời gian kế hoạch sẽ triệt để thành công đến rồi cái kia thời gian trong tộc bọn họ thì có đại đế xuất thế có đại đế tọa trấn đủ để cho bọn họ quét ngang toàn bộ cửu thiên giới căn bản không khả năng e ngại cái gọi là thuần huyết sinh linh đương nhiên chủ yếu là sợ cái gì một ít biến cố dù sao ở bên trong còn có thể khống chế một ngày đến rồi ngoại giới đó cũng không giống nhau lời tuy như vậy bất quá cuối cùng là tai họa ngầm vị trưởng lão kia khẽ nhếch miệng ngược lại không phải là khác mà là hắn còn sợ về sau nhiều một chút cạnh tranh ngươi sợ cái gì coi như bất tử thần hoàng tộc có thuần huyết sinh linh thì như thế nào ở nghịch thiên thiên tài nếu như chưa trưởng thành cũng chỉ là phế vật một cái cùng thường nhân không có khác nhau chút nào chúng ta kế hoạch nếu như thành công cần gì phải sợ bất tử thần hoàng tộc bọn họ có chúng ta sẽ không có huống hồ chúng ta thuần huyết sinh linh vẫn là đại đế cảnh giới đã đủ lau đi toàn bộ bất tử thần hoàng tộc đừng nói một cái coi như tới mười cái Thiên bách đều không đủ gây sợ. Còn lại trưởng lão ngược lại là rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ lo lắng. Mặc dù biết nếu như bị bất tử thần hoàng tộc lấy được, phía sau sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng, chỉ cần bọn họ có thể thành công, đại đế nơi tay, chính là một cái thuần huyết sinh linh bọn họ còn không để vào mắt. Nếu là uy hiếp, như vậy trực tiếp lau đi không là được. Hôm nay là thời điểm mấu chốt nhất. Không nên kinh cử vọng động, cái gì thuần dương căn nguyên cũng không trọng yếu. Dù cho thiên tâm ấn ký xuất thế, chúng ta cũng không có thể để vào mắt, chỉ cần chờ lấy kế hoạch thành công liền được. Chân Long tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Nếu như ở sớm một đoạn thời gian, hắn nhất định sẽ tham dự trong đó. Thế nhưng bây giờ, bọn họ kế hoạch đã đến một bước cuối cùng, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Một ngày xuất hiện một ít sai lầm, bọn họ vạn năm nỗ lực sẽ triệt để công thua thiệt với vỡ. Đây cũng là vì sao chân long tộc tộc trưởng không phải phái người tới nguyên nhân. Bởi vì hoàn toàn không cần như thế. Trong nhà thì có một cái, không cần phải đang tìm một cái chứng kiến đám người nói như vậy vị trưởng lão kia cũng chỉ là hít một khẩu khí không có tiếp tục nói gì ta biết ngươi trong lòng nóng nảy chỉ là bây giờ không phải chúng ta xuất thủ thời cơ tốt không thể bởi vì cái gọi là thuần dương căn nguyên buông tha ta tộc vạn năm kế hoạch cái này dạng đã là lẫn lộn đầu đuôi đã qua vạn năm trong tộc vì cái này kế hoạch phí hết tâm tư tao thụ vô số sỉ nhục há có thể bởi vì một cái thuần dương căn nguyên liền buông tha huống hồ coi như chúng ta xuất thủ có thế nào bây giờ thế lực khắp nơi tham dự trong đó quần hùng cùng nổi lên ngư long hỗn tạp chúng ta nếu như phái ra cường giả đi ra ngoài ngược lại là cho dư thế lực cơ hội đặc biệt là thái sơ thánh địa ta tin tưởng chỉ cần chúng ta phần lớn thực lực đi trước cướp đoạt thuần dương căn nguyên thái sơ thánh địa tất nhiên sẽ phái ra người tấn công chúng ta nếu là bởi vì duyên cớ này đưa tới ta tộc vạn năm cơ nghiệp tan vỡ ngươi nói trách nhiệm này ai có thể gánh chịu nổi chân long tộc tộc trưởng trầm giọng nói hắn cũng không phải không có suy nghĩ qua chỉ là so với bên trong tộc kế hoạch mà nói thuần dương căn nguyên tầm quan trọng xác thực không tính là cái gì nếu như thiên tâm ấn ký còn dễ nói làm sao đều muốn tranh một chuyến phía trước nói không tranh cũng chỉ là tỷ dụ mà thôi thiên tâm ấn ký đại biểu cho trở thành một tôn đại đế bọn họ khả năng không tranh lấy coi như bọn họ không ra tay bên trong tộc lão quái vật cũng sẽ nhẫn nại không được thuần dương căn nguyên dĩ nhiên có loại này thiên tài địa bảo xuất thế đáng tiếc không cách nào tranh đoạt thuần dương căn nguyên xuất thế sinh ra ba động quá lớn, tự nhiên bị ma đế chú ý tới. Bất quá hắn đối với thuần dương căn nguyên cũng không phải làm sao quan tâm. Đồ chơi này đối với bọn họ tác dụng không lớn, coi như tranh đoạt qua đây cũng là bày đặt. Nếu như phá cấm thạch các loại có thể phá giải trận pháp thiên tài địa bảo, ma đế ngược lại là có thể tranh thủ một cái. Những thứ khác liền tính. Hơn nữa vì để cho bạo loạn tinh hải lão quái vật xuất thủ. Ma đế bỏ ra giá cả to lớn, dưới trướng phần lớn binh lực đều mang đi ra ngoài bây giờ tổn thất nặng nề, mặc dù có lòng tham dự, cũng không có biện pháp phái người tới tranh đoạt. Bây giờ thuần dương căn nguyên ra đời, thế lực khắp nơi tranh đoạt, cái kia ít người, phỏng chừng cũng không đủ nhét kẻ răng. Nam cương một chỗ rừng rậm ở giữa. Độc cô vân dừng bước lại, hướng phía xa xa nhìn lại, nhướng mày, sư tôn ngươi cảm thấy không có, dường như thiên địa rung chuyển, hơn nữa vô số khí tức hướng phía bên kia đi qua. Ta còn giống như nghe được cái gì thuần dương căn nguyên thanh âm. Bởi thuần dương căn nguyên quá mức trân quý đặc biệt là đối với thái cổ hoàng tộc mà nói. Độc cô vân lại thân ở với vạn tộc chỗ ở lãnh thổ, tự nhiên mà vậy nghe được một ít tin tức. Nếu như đây là thật, vậy cũng bình thường. Thuần dương căn nguyên quá mức trọng yếu, ít nhất. Đối với một ít chủng tộc mà nói. Đặc biệt là bất tử thần hoàng tộc, chu tức nhất tộc như vậy hỏa hệ chủng tộc, nếu là bọn họ có thể được thuần dương căn nguyên, sẽ đạt được một vị thuần huyết sinh linh. Sở dĩ đủ để cho thế lực khắp nơi phát cuồng, phỏng chừng mới vừa ngươi nghe được phải là những thế lực này thanh âm thương lão giải thích nói ra, thuần huyết sinh linh ngươi có lẽ không biết, ở dài dằn dặt tuế nguyệt tới nay, toàn bộ cửu thiên giới đảng sinh thuần huyết sinh linh có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ một cái thuần huyết sinh linh không có chứng đạo ở ngoài, còn lại thuần huyết sinh linh đều chứng đạo. Ngươi nên minh bạch điều này đại biểu cái gì? Độc cô vân đồng tử co rụt lại, chỗ của hắn không rõ ràng a, à, ngữ khí thoáng khiếp sợ nói ra, điều này đại biểu một vị đại đế xuất thế, đại khái tỷ lệ sẽ chứng đạo trở thành đại đế, cũng khó trách những thứ này vạn tộc biết điên cùng như vậy, đổi lại là ta mà nói, phỏng chừng cũng sẽ cái này dạng thuần huyết sinh linh đại khái tỷ lệ chứng đạo nếu như mắt hắn mà nói khẳng định cũng sẽ bỏ qua toàn bộ tranh đoạt thuần dương căn nguyên chỉ cần có thể đạt được đó chính là nghịch thiên cải mệnh trừ phi là quỷ xui xẻo chẳng bao giờ cái thứ hai không cách nào chứng đạo tồn tại mặc dù không cách nào chứng đạo phỏng chừng cũng có thể đứng ở cửu thiên giới đỉnh phong cái này tự nhiên đủ để cho vô số thế lực điên cuồng đây cũng là vì sao những thế lực này biết điên cuồng duyên cớ thương lão nhàn nhạt nói ra Thuần huyết sinh linh vậy thật là chân chính đại đế phong thái A. Bất quá lão sư, thuần huyết sinh linh đánh thắng được thái sơ thánh tử. Độc cô Vân Vang lên Giang Trần tới. Hôm nay Giang Trần được khen là từ cổ trí kim thiên kiêu số một, thiên tư cái thế, không có người thường có thể so sánh với. Mà thuần huyết sinh linh lại đại biểu cho đi thông đại đế hoạn lộ thêm thang. Nếu như Giang Trần đối lên thuần huyết sinh linh đâu? Như vậy là bực nào tràn diện? Khó mà nói. Thế nhưng ta cảm giác thuần huyết sinh linh hơn phân nửa cũng muốn thất bại, đương nhiên đây là muốn xem cá nhân phía sau con đường, Thái Sơ Thánh tử tuy là yêu nghiệt, thế nhưng không có nghĩa là có thể vẫn yêu nghiệt xuống phía dưới, huống hồ thuần huyết sinh linh cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Hai người đến tiếp sau ai có thể chứng đạo, cái này ai nói không cho phép. Bất quá có một ngày ngược lại là có thể vững tin, một ngày xuất hiện thuần huyết sinh linh, đem gian trần sẽ có đối lên, rất khó duy trì hôm nay khí thế. Độc Cô Vân cũng không phải làm sao ngoài ý muốn. Đã trải qua những chuyện kia sau đó, tâm tính của hắn đã đạt được một loại cực kỳ trình độ biến thái. Chuyện tầm thường, không đủ để để trong lòng hắn có bao nhiêu ba động. Bất quá lão sư, ta muốn là đạt được thuần dương căn nguyên. Ta nếu như đem nó luyện hóa, có thể đạt được thuần huyết sinh linh trình độ đó sao? Độc cô Vân hai mắt sáng lên, nghĩ tới những thứ này. Hắn người mang lấy bất hủ thôn thiên công, nếu như có thể lấy được được thuần dương căn nguyên, chẳng phải là cũng có thể cùng những cái được gọi là thuần huyết sinh linh giống nhau. Nói như vậy, tự thân đối mặt với Giang Trần cũng có chống lại cơ hội chặt đứt cái ý niệm này. Bây giờ thế lực khắp nơi cũng đang cướp đoạt thuần dương căn nguyên, đến lúc đó cực đạo thần binh, các loại cường giả vô số kể xuất hiện, người nếu như tham dự trong đó, phỏng chừng đều không có tới gần, đã bị dư ba đánh thành cho rảnh rỗi thương lão cảm thấy rất có cần phải đoạn tuyệt độc cô vân cái ngốc bước này ý niệm trong đầu. Dù sao, hắn không chết a. À. Chương 197, Thiên kiếp dẫn động. Ầm ầm. Tứ đại cực đạo thần binh ra đời, đạo quang lộng lẫy, minh môn uy áp rõ ràng dưới, dường như ngập trời thác nước một dạng. Trong khoảnh khắc, tất cả uy áp toàn bộ đánh vào thuần dương căn nguyên trên người, thuần dương căn nguyên như bị lôi kích, ánh sáng sáng chói từng bước ảm đạm xuống. Lao đi linh trí. Chứa nhiều cường giả đồng loạt ra tay, vô số thần thông công phạt giống như hồng thủy một dạng, hướng phía thuần dương gốc rễ duyên mà đi, cuồng cuộn uy năng đã đủ phá hủy toàn bộ, quang mang tràn ngập, buông xuống, giống như thần kiếm nhất vậy, tiêu diệt toàn bộ. Hư không vô tận nổ tung, thiên không phân liệt, mênh mông vô bờ đám mây tứ phân ngũ liệt phản phất toàn bộ bầu trời đều bị xé rách một dạng, ở kẻ hở ở chỗ sâu trong đen nhánh hắc ám lan tràn ra. Ngừng tay. Nhưng vào lúc này, mấy đạo quát lạnh tiếng vang lên. Theo sát. Một đầu kim ô bay lên trời, giống như một vòng đại nhật một dạng, ầm ầm đánh vào trên trận pháp. Rầm một tiếng, tứ đại cực đạo thần binh hình thành pháp trận lay động một cái, giống như là muốn nứt ra một dạng. Không bao lâu. Bạch hổ bào hao, thần hoàng ngâm sướng, chu tước vọt lên. Rất nhiều thái cổ hoàng tộc theo sát mà đến, cùng cuồng uy áp buông xuống, thoáng cái đụng tới. trong khoảnh khắc đem trọn cái pháp trận đụng tứ phân ngũ liệt, lại là bốn đạo cực đạo thần binh. vì đạt được thuần dương căn nguyên, mỗi cái đại thái cổ hoàng tộc đem cực đạo thần binh mang theo mà đến. hơn nữa bởi tới gần nam cương, tốc độ của bọn họ rất nhanh là đến nơi đây. có thái cổ hoàng tộc can thiệp, thuần dương căn nguyên nguyên bản ánh sáng ảm đạm mang từng bước thịnh vượng đứng lên, đồng thời một cổ chí cao vô thượng khí tức từng bước lan tràn mà ra. thái cổ hoàng tộc, các ngươi muốn làm cái gì? muốn nhấc lên đại chiến. Chứng kiến sắp sửa thành công, thái cổ hoàng tộc đột nhiên chạy đến. Thuần dương thánh chủ chọc tức, hai mắt bốc lửa quang, nhìn chồng chọc vào tới được thái cổ hoàng tộc. Nếu không phải là bọn người kia, thuần dương căn nguyên đã sớm bị hàng phục. Thuần dương căn nguyên lưu lại. Kim ô nhất tộc cường giả rất mạnh, ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy thuần dương căn nguyên. Trong mắt đều là tham lam cùng khát cầu. Chỉ cần đạt được thuần dương căn nguyên, bọn họ kim ô nhất tộc cũng có thể có thuần huyết sinh linh. Tái hiện ngày xưa lão tổ huy hoàng thuần dương căn nguyên không thể coi thường liên quan đến ta tộc tương lai vô luận xảy ra tình huống gì ta tộc cũng không thể nhường đường dù cho bạo phát đại chiến cũng sẽ không tiếc chu tước nhất tộc cường giả lãnh nói rằng ở tại trên bầu trời có một đầu khổng lồ chu tước khí tức cường đại quy áp chúng sinh mà cái này cái chính là chu tước nhất tộc cực đạo thần binh bây giờ bốn đại thái cổ hoàng tộc cực đạo thần binh tề tụ một đường nếu muốn đạt được thuần dương căn nguyên bằng bản lãnh của mình Hoàng Thiên Thanh âm đạm mạc, mang theo không thể hoài nghi ngữ ký. Đối với tam đại chủng tộc mà nói, cái này thuần dương căn nguyên quá mức trọng yếu không 70. Bọn họ không thể không tranh đoạt, dù cho đắc tội rồi thái sơ thánh địa, dù cho nhất lên đại chiến cũng sẽ không tiếc. Xem ra 8.000 năm trước giết các ngươi vẫn là giết không nhiều đủ. Để cho ngươi có để ký dám ở chúng ta trước mặt nhảy. Thái sơ thánh chủ mâu quan băng lãnh, trong tay thần kiếm vang vọng bong bong, sát ý sôi trào, vô ngần khí cơ giống như đại dương, lan tràn mà ra, bao phủ toàn bộ thiên khung. Nghe vậy, thái cổ hoàng tộc nhóm ánh mắt nhảy. Ngày xưa thái sơ thánh địa nhảy vào Nam Cương, đại sát tứ phương. Đây coi như là thái cổ hoàng tộc dài dằng giặc tuế nguyệt tới nay sỉ nhục. Chỉ là thế nhưng không làm sao được, không có ai muốn cùng thái sơ thánh địa những tên điên này vạch mặt. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Thuần Dương Căng Nguyên đã đủ nhưng bọn họ điên cuồng, dường như ngày xưa thái sơ thánh địa một dạng. Các vị lui, chúng ta bất tử thần hoàng tộc tướng biết ghi lại phần ân tình này. Hoàng thiên ánh mắt nóng bỏng, thần thái băng lãnh, trầm giọng nói, ta cũng không muốn không chết không ngớt, bất quá thuần dương căn nguyên đối với bất tử thần hoàng tộc ý vị như thế nào, nói vậy các vị đều biết, vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể buông tha thuần dương căn nguyên. Không có khả năng. Thái sơ thánh chủ trực tiếp cự tuyệt, châm chọc nói ra, thái cổ hoàng tộc ân tình, chúng ta có thể không phúc tiêu tan hưởng. Nghe vậy. Mọi người sắc mặt trầm xuống, nói ra, thật chẳng lẽ muốn không chết không ngớt. Tự nhiên như vậy. Mọi người cũng không chịu nhường đường, cùng cuộn khí tức bao phủ toàn bộ thiên khung để cho hắn phương viên hơn 10 dặm sinh linh vạn phần hoảng sợ. Những ký tức này quá mức đáng sợ. Dù cho cách xa nhau mấy trăm ngàn dặm đều có thể cảm giác chịu đến vô tận tuyệt vọng, phản phất sinh tử đều ở đây người khác trưởng khống ở giữa. Chết sống không do bọn hắn quyết định. Ầm ầm. Thuần Dương Căn Nguyên giống như là phẫn nộ rồi một dạng, trên người quan mang càng ngày càng hừng hực đứng lên, dường như rơi xuống đại nhật một dạng, trùng trùng điệp điệp, hủy diệt toàn bộ. Ân. Cảm nhận được cái này một cổ khí tức. Mọi người sắc mặt đại biến cho các ngươi. Thái sơ thánh chủ quả đoán bước ra ly khai, kể cả lấy những người còn lại cũng là như vậy, lập tức mang người dùng dập ly khai tại chỗ, đồng thời mang theo cực đạo thần binh rời đi. Tốc độ cực nhanh. Chỉ là chớp mắt một cái, trong nháy mắt thuấn di bên ngoài một triệu dặm. Không có cực đạo thần binh áp chế, thuần dương căng nguyên triệt để bạo phát, cuồng cuộn uy áp dường như thủy triều một bả cuồng cuộn mà đến. Chứng kiến thái sơ thánh chủ đám người bước ra ly khai. Hoàng thiên hơi biến sắc mặt, không tốt, thuần dương căn nguyên dẫn động thiên kiếp, không thể ở lại chỗ này." Trong lời nói, Hoàng Thiên cuồng cuộn nổi lên bất tử thần hoàng tộc sự vật ly khai. Còn lại thái cổ hoàng tộc phản ứng kịp, cũng là sắc mặt kịch biến, mặt tràn đầy sợ hãi. Đáng chết thái sơ thánh địa. Kim Ô nhất tộc nghiến răng nghiến lợi, thảo nào thái sơ thánh địa trực tiếp chạy trốn. Nguyên lai là thiên kiếp không cách nào áp chế, đưa tới thuần dương căn nguyên triệt để phóng thích thiên kiếp. Đây hết thảy kỳ thực cũng là tới từ ở thái cổ hoàng tộc vấn đề nếu không phải bọn họ xuất động cực đạo thần binh, suy yếu đối phương cực đạo thần binh uy năng. Nếu không, thuần dương căn nguyên cũng vô pháp dẫn động thiên kiếp, sẽ hoàn toàn bị gian trần đám người áp chế, cuối cùng lao đi linh trí. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị chạy thời điểm. Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu bạc cuốn tới, thuần dương căn nguyên giống như xuyên việt không gian một dạng, trong nháy mắt đi tới thái cổ hoàng tộc trước mặt. ầm ầm, thiên tượng đại biến, mây đen cuồn cuộn mà đến, giống như hàng vạn hàng nghìn đại quân chân đạp hư không, sông ngang mà đến đại quân áp cảnh, cảm giác áp bách mạnh mẽ bao phủ đám người. Rất nhanh. Một cổ vô hình khí cơ bộc phát ra, nguyên bổn đã đầy đủ cùng bạo mây đen triệt để mất đi lý trí. Toàn bộ cửu thiên giới bị cái này một cổ mây đen bao phủ, ba ngày hóa thành đêm tối. ầm ầm, Không có đám người phản ứng kịp, một tia chớp đã buông xuống, trong nháy mắt đánh vào kim ô nhất tộc phương hướng. Kim ô nhất tộc rất nhiều cường giả trong nháy mắt bị lôi quan sở yên diệt. Thời gian một cái nháy mắt thiên khí chi địa phụ cận đã triệt để trở thành lôi quan hải dương chỉ có hừng hực lôi quan cùng che khuất bầu trời mây đen còn tốt chạy nhanh cũng không biết những thiên kiếp này có thể hay không đánh chết bọn họ thuần dương thánh chủ nhìn phía trước thiên kiếp lòng còn sợ hãi những thiên kiếp này uy năng khó có thể tưởng tượng cho dù là hắn đi vào không chết cũng phải lột lớp da a nếu không phải là bọn họ chạy nhanh thì phỏng chừng cũng cùng thái cổ hoàng tộc giống nhau bị tịch cuốn vào can thiệp thiên kiếp là cực kỳ nghiêm trọng sự tình những thứ này thái cổ hoàng tộc hơn phân nửa muốn tổn thất nặng nề, cũng không biết có thể hay không toàn bộ đánh chết. Thái Thanh đạo tông tông chủ nhìn cảnh tượng phía trước, trầm giọng nói: "Nếu là có thể đem phía trước thái cổ hoàng tộc đánh chết lời nói, hắn đối với bọn hắn mà nói ngược lại là một cái chuyện không tồi." Qua đi thiên kiếp kết thúc, đối phương cũng khó mà ngăn cản bọn họ. Chương 198: Tiễn các ngươi. Nếu muốn toàn bộ đánh chết, hơn phân nửa có chút khó, dù sao còn có cực đạo thần binh khiên. Bất quá cũng có thể đánh chết một bộ phận cũng không biết ai là thằng xui xẻo hoặc có lẽ là triệt để khôi phục cực đạo thần binh nói như vậy có cơ hội toàn bộ bảo toàn thái sơ thánh chủ thản nhiên nói đây là số lượng không nhiều lắm có thể biện pháp giải quyết người trước cần trả giá một ít nhân viên thương vong người sau cực đạo thần binh một ngày triệt để khôi phục như vậy cái này cực đạo thần binh cũng phế đi bất quá ngược lại là có thể cầm xuống thuần dương căn nguyên nếu như bọn họ thật sự có gan này thuần dương căn nguyên cho bọn hắn cũng không sao không bắt buộc thuần dương thánh chủ tự biết mình, một ngày đối phương cực đạo thần binh hoàn toàn khôi phục, trừ phi bọn họ bên này cực đạo thần binh cũng là làm như vậy. Như nếu không, căn bản không có cơ hội cướp đoạt. Chỉ là vì một cái thuần dương căn nguyên trả giá trong thánh địa tối cường nội tình, điều này thật cái được không bù đắp đủ cái mất. Có hay không cực đạo thần binh, khác biệt vẫn là cực kỳ to lớn. Không đáng làm cho hắn mạo hiểm xuống phía dưới. Hắn càng thêm không có khả năng để cho hắn dư thế lực làm như vậy. Cho dù là thái sơ thánh địa cũng không khả năng. Đừng nói nói ra, nghĩ cũng không có có ý nghĩ này. Cái này cũng khó mà nói, thuần dương căn nguyên đối với ba đại thái cổ hoàng tộc mà nói, giá trị khó có thể tưởng tượng, có lẽ sẽ liều mạng một lần, muốn thông qua thuần huyết sinh linh đánh bạc một lần tương lai, tuy là ta cảm thấy trên cơ bản không có khả năng thực hiện, thế hệ này thuần huyết sinh linh nếu muốn chứng đạo, có thể không có dễ dàng như vậy. Ít nhất, có ta ở đây nơi đây, đã định trước không có khả năng thành công. Giang Trần ngữ khí bình thản, lại ẩn chứa kinh người ngạo khí đây cũng là tự tin một loại biểu hiện đời này có hắn ở bất luận cái gì thiên kiêu đều khó xuất đầu cái gì thuần huyết sinh linh cũng là như vậy dù cho ngày xưa thuần huyết sinh linh toàn bộ chứng đạo thành đế gian trần cũng sẽ trở thành đệ một cái làm cho đối phương không cách nào chứng đạo ở mở ra con đường của mình sau đó gian trần triệt để minh xác tự thân ý tưởng cùng con đường cái này cũng đưa tới gian trần thực lực chẳng lẽ khó có thể tưởng tượng trình độ đồng cảnh phía dưới đem không người là đối thủ của hắn đám người cũng không phải làm sao nghi vấn bởi vì đây cũng tính là lời trong lòng của bọn hắn đời này nếu muốn chứng đạo ít nhất phải vượt qua gian trần tầng này cửa khẩu đương nhiên trừ phi thiên tâm ấn ký trước giờ đến gian trần không có đạt được đầy đủ cảnh giới ngược lại là có cơ hội tranh một chuyến nếu như gian trần hoàn toàn trưởng thành này tương hội không có cơ hội lúc này lôi hải ở giữa đếm không hết lôi quan giống như mưa rơi một dạng chiếu nghiêng xuống thuần dương căn nguyên vòi sen lấy lôi quan khí tức không ngừng nao núng xuống tới thế nhưng rất nhanh lại khôi phục còn như một bên khác. Mấy đại thái của hoàng tộc khả năng liền thảm. Mặc dù có cực đạo thần binh che chở, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Thế nhưng một ít thằng xui xẻo không tránh kịp lúc, trực tiếp bị lôi quan đánh thành trọng thương, nếu như ở thừa nhận một cái, sẽ trực tiếp vẫn lạc. Không được, thiên kiếp quá mức hung mảnh. Cực đạo thần binh bảo hộ khó có thể ngăn cản, đã ngăn cản không được bao lâu. Nhìn về phía trước cực đạo thần binh lực lượng hội tụ mà thành lồng bảo hộ, chu tước nhất tộc cường giả lo lắng nói rằng cái thiên kiếp này còn chưa có bắt đầu thì có như vậy năng lực. Nếu như tiếp tục nữa, bọn họ pháp trận nhất định sẽ nghiền nát. Đến rồi cái kia thời gian, khẳng định có người vì vậy vẫn lạc. Hơn nữa muốn tái hiện hình thành phát trận, tất nhiên là cần một ít thời gian. Thậm chí còn, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Những này nhân tộc quá âm hiểm, đặc biệt là thái sơ thánh địa. Kim ô nhất tộc cường giả hầu như thổ huyết, lần này bị đối phương ám toán sau đó. Dù cho đến tiếp sau vượt qua thiên kiếp, phỏng chừng cũng là tổn thương thảm trọng vô luận là cường giả còn có cực đạo thần binh phỏng chừng đều khó đối kháng đối phương bất quá vì sao chúng ta không có chạy ra thiên kiếp phạm vi mới vừa thời gian đủ để cho ta tách ra thiên kiếp phạm vi bạch hổ nhất tộc cường giả không khỏi hỏi lại nói tiếp hắn cũng thảm vốn là khoảng cách cực đạo thần binh xa nhất ai biết vẫn là không có tránh thoát đi đó là thái sơ thánh địa cực đạo thần binh uy năng chắc là một cái hư không đại đạo cực đạo thần binh được tiếp đem thuần dương căng nguyên chuyên đến trên mặt của chúng ta. Chúng ta đỡ không được bọn họ cũng là bình thường. Hoàng Thiên trầm giọng nói, cùng với suy nghĩ những thứ này, còn không bằng sau khi tự hỏi tiếp theo đi qua sau đó, như thế nào đối mặt với nhân tộc. Thiên kiếp qua đi, chúng ta tất nhiên tổn thất nặng nề, nếu muốn là chống lại lời của đối phương, khó có thể chống đỡ. Thoại âm rơi xuống. Đám người đều trầm mặt. Bởi vì bọn họ biết thiên kiếp qua đi, thực lực của bọn họ tất nhiên không lớn bằng trước đây nếu như đối phương thái sơ thánh địa rất nhiều thế lực phỏng chừng khó có thể chống cự xoạt xoạt đột nhiên một đạo không gì sánh được cự đại lôi quan buông xuống giống như oanh kích tới được đại chùy một dạng trong nháy mắt phá khai rồi mọi người phát trận trong khoảnh khắc vô ngần lôi quan tàn sát bừa bãi bác phương hướng phía bốn phía cuốn tới tới đáng chết cảm thụ được lôi quan khủng bố mọi người sắc mặt đại biến vội vã thi triển bí pháp ngăn cản a à. có một cái quỷ xui xẻo rất thảm lôi quang rơi xuống, đệ một cái mệnh trung đúng là hắn. Chỉ là trong nháy mắt, lôi quang đem bao phủ hoàn toàn, hóa thành bụi mù, cuồn cuộn mà đi. Nhục thân gia diệt, liền một chút dấu vết đều không có để lại. Rất nhanh. Lại là mấy đạo lôi quang hạ xuống, lại là hai vị thánh cảnh bị mạt sát. Số lượng dây. Ba vị thánh cảnh vẫn lạc, điều này làm cho khắp nơi cường giả có chút ngồi không yên. Cái này mượn đao giết người dùng rất tốt. Đám người nghiến răng nghiến lợi, hiện tại hận không thể xông ra, đem đối phương toàn bộ làm thịt. Lần này đối với bọn họ tổn thất quá lớn. Cũng may cực đạo thần binh xây dựng lồng bảo hộ rất nhanh hình thành, trước mặt ngăn cản. Thái sơ thánh địa sở tác sở vi không cách nào dễ dàng tha thứ. Nếu là có người có thể triệt để phóng thích cực đạo thần binh đối phó thái sơ thánh địa, phường dương căn nguyên ta có thể buông tha. Bạch hổ nhất tộc cường giả sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói. Mọi người sắc mặt quái dị nhìn lấy hắn. Thật coi bọn họ là ngốc tử. Giải phóng cực đạo thần binh, đây không phải là mang đá lên đập chân của mình sao? Huống hồ, bọn họ còn chưa tới một bước kia. Một dạng triệt để giải phóng cực đạo thần binh, chỉ có đến rồi đi tới không đường tình trạng mới, chỉ có, làm như vậy. Bây giờ không đến nổi cái này làm ruộng. Còn chưa kết thúc sao? Nhìn lấy cuồng bạo lôi hải tàn sát bừa bãi bắc phương, thuần dương thánh chủ có chút nóng nảy nói rằng. Hắn quá nghĩ đến đến thuần dương căn nguyên. Nếu không phải là chứng kiến thuần dương căn nguyên vẫn còn ở độ kiếp, hắn đều cho rằng thuần dương căn nguyên bị đoạt đi cái gì? Đợi đến thiên kiếp kết thúc, chúng ta dễ như trở bàn tay, đối phương lấy cái gì theo chúng ta đoạt? Đại tần hoàng đế thản nhiên nói. Một bên gian trần nhìn lấy thuần dương căn nguyên, thần sắc đạm nhiên, không biết thuần dương căn nguyên có thể hay không vượt qua thiên kiếp, nguyên bản ở giữa ngược lại là không có độ kiếp thành công, nếu như cùng nguyên bản vậy, ngược lại là có thể ung dung cầm xuống thuần dương căn nguyên. Có chư thiên kính nơi tay, gian trần nếu muốn bước đầu tiên bắt được thuần dương căn nguyên quá đơn giản. Lấy đi thuần dương căn nguyên, hắn có thể chạy trốn rồi bất quá nguyên bản ở giữa, thuần dương căn nguyên thất bại, ngược lại là hấp dẫn thiên khí chi địa một ít cường giả quan tâm. Lúc đó bất tử thần hoàng tộc vì đạt được thuần dương căn nguyên còn làm việc lại một chút đền bù. Bất quá đó là bất tử thần hoàng tộc không phải ta. Giang Trần Mâu quan thâm thúy, ngưng mắt nhìn phía trước. Bởi vì cấm khu uy thế, đưa tới bất tử thần hoàng tộc kiên kỵ, sở dĩ bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, mới đưa thuần dương căn nguyên bắt vào tay từ kết quả xem, giao dịch này cũng không tính thua thiệt. Bởi vì thuần huyết sinh linh đủ để cho những thứ này thái cổ hoàng tộc điên cuồng. Dù cho tán gia bại sản, bọn họ đều nguyện ý trao đổi. Đáng tiếc bọn họ căn bản không biết, đó là cái gọi là cấm khu người, bất quá là cáo mượn oai hùng. Mặc dù là cáo mượn oai hùng, bất quá đối phương xác thực ngụy trang không sai. Giang Trần không nhịn được cười một tiếng. Nguyên bản ở giữa, cái kia cái gọi là cấm khu người xuất hiện, vô luận là tư thế hay là tức phái, phản phất đều là cấm khu người, đưa tới thế lực khắp nơi kiên kỵ, thế nhưng bọn họ cũng không biết, cái tên kia chỉ là hàng giả. Hơn nữa đến rồi phía sau mới phát hiện, nguyên lai hết thảy đều là giả. Bị biết sau đó, thái cổ hoàng tộc xấu hổ không chịu nổi, đuổi giết người kia hồi lâu, mà thái cổ hoàng tộc cũng trở thành chê cười. Chương 199, từ thiên khí chi địa đi ra cường giả. Ầm ầm. Chói tai tiếng oanh minh không ngừng đang vang lên, bao phủ toàn bộ cửu thiên giới. Nghe được bầu trời âm thanh, vô số sinh linh lạnh run, trong lòng kinh sợ, sợ vô cùng cái loại này áp bách đến thần hồn tầng thứ cảm giác áp bách, để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng cùng vô lực, trong lòng không ngừng hiện ra kính nể cảm giác. Cái này phản phất là nhân loại từ lúc sinh ra đã mang theo cảm tình, đang đối mặt không biết cũng hoặc là không cách nào kháng cự lực lượng thời điểm, đều sẽ hiện ra tâm tình như vậy. Theo thời gian không ngừng mà trôi qua, đôi quan càng ngày càng mênh mông cuồn cuộn, thuần dương căn nguyên cũng từng bước quan mang càng ngày càng ảm đạm, lộ ra nguyên bản dáng vẻ. Đó là một cái cực kỳ đặc biệt sự vật. Cả người chỉ to cỡ nắm tay thân thể, giống như là bị nào đó sắc bén sự vật thiết cắt quá giống nhau, ở tại phía dưới chính là vô số rễ cây, giống như là nào đó thảo dược thân rễ một dạng, chậm rạp. Trên thực tế, thuần dương căn nguyên là nào đó thiên tài địa bảo gốc rễ, hắn cũng không phải là một cái chỉnh thể. Một loại gọi là thuần dương hoa thiên tài địa bảo. Tuy là danh khí tương đối phổ thông, kỳ thực ở tiên vực là vô số theo đuổi bảo vật. Hoa mặt trời cực kỳ đặc biệt, cắm rễ ở đại đạo ở giữa, hấp thu đại đạo vì chất dinh dưỡng, trải qua vô số năm tuế nguyệt nở hoa kết trái, kết đi ra trái cây tên là thuần dương quả. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Đối với tu hành thuần dương đại đạo người mà nói, đó là trân quý nhất bảo vật, nếu là có thể đem nó luyện hóa, sau này tu hành đại đạo thông suốt, đem không bất kỳ trở ngại nào. Chỉ là loại trái cây này cực kỳ hiếm thấy, khó có thể tìm kiếm. Mỗi một lần xuất thế đều sẽ gây nên oanh động to lớn, tịch quyển chư thiên. Phải kết thúc. Giang Trần mắt nhìn phía trước, thản nhiên nói. Lôi quan càng ngày càng mạnh, thuần dương căn nguyên ngược lại càng ngày càng hư nhược rồi đứng lên. Điều này đại biểu thuần dương căn nguyên đã vô lực ngăn cản thiên kiếp vi năng. Nếu như không người quấy rầy, có lẽ hắn có thể vượt qua thiên kiếp. Thái Thanh Đạo Tông Tông chủ thấp nói rằng, không có khả năng. Ngươi đoán vì sao thuần dương căn nguyên muốn từ thiên khí chi địa thoát đi. Ở lúc đi ra, thuần dương căn nguyên cũng đã bị trọng thương rồi. Lại không vượt qua thiên kiếp khả năng tính. Nếu như không người quấy rầy, có lẽ có thể vượt qua thiên kiếp. Chỉ là thiên kiếp tác động cửu thiên giới, tác động toàn bộ đại đạo, thuần dương căn nguyên lại trân quý như vậy, đã định trước nó không cách nào an ổn vượt qua thiên kiếp, trừ phi có cường giả che chở. Nó kiếp nạn cùng với nói là thiên kiếp, còn không bằng nói là thiên địa chúng sinh. Giang Trần thản nhiên nói, giống như loại này thiên tài địa bảo một ngày độ kiếp, tất nhiên tác động toàn bộ thiên địa. Vạn đạo ầm vang, phát tắc chấn động. Cái này cũng đại biểu cho hấp dẫn vô số cường giả nhìn kỹ, nếu như tầm thường thiên tài địa bảo, có lẽ không người để ý, duy chỉ có thuần dương căn nguyên loại này tầng thứ thiên tài địa bảo không có khả năng. Dù cho bọn họ không có nhúng tay, ba đại thái cổ hoàng tộc cũng sẽ lập tức chạy tới, trừ cái đó ra vì ngăn cản ba đại thái cổ hoàng tộc, thế lực khắp nơi cũng sẽ gặp nhau trình diện. Nói cách khác, thuần dương căn nguyên muốn độ kiếp, không ngừng thiên kiếp một cái, còn có sinh linh kiếp. Cái này kiếp nạn mới là kinh khủng nhất. Dù cho sống quá thiên kiếp, cũng khó mà chống đỡ sinh linh kiếp. Cái này liền đại biểu cho dù sao thuần dương căn nguyên không thể có thể sống được trời muốn diệt nó thảo nào càng trân quý thiên tài địa bảo càng không thể đổ kiếp thành công thuần dương thánh chủ trầm giọng nói hắn phía trước không có ý thức được cho rằng chính là sinh ra linh trí khó thêm lên thiên kiếp khó bây giờ xem ra hai người trước đều không coi vào đâu duy chỉ có sinh linh kiếp là lớn nhất kiếp nạn nếu như không có cường giả che chở rất muốn vượt qua cái này một cái kiếp nạn chỉ là bản thân thiên tài địa bảo liền cực kỳ trân quý vô số người đạt được bọn họ lại từ đâu nơi nào đạt được cường giả che chở đâu còn lại cường giả nhìn thấy không phải nuốt cũng không tệ. Nói tóm lại, càng trân quý thiên tài địa bảo, càng khó lấy hóa thành chân chính sinh linh. Đương nhiên tồn tại ngoại lệ, chỉ là loại này ngoại lệ ít lại càng ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo thời gian trôi qua, chạy tới cường giả càng ngày càng nhiều. Bất hủ thế gia, bất hủ hoàng triều. Còn có còn lại thái cổ hoàng tộc, dùng dập đạo tràng. Mắt nhìn đầy trời thiên kiếp, đám người thần sắc khác nhau. Bởi vì bị thái cổ hoàng tộc dây dưa, đưa tới thiên kiếp đạt được khó có thể tưởng tượng tình trạng, đã định trước thuần dương căn nguyên không chịu nổi. Đáng tiếc thất bại, vẫn nghe đồng thiên địa vạn vật đều có thể hóa thân sinh linh, duy chỉ có chưa từng thấy qua thiên tài địa bảo trở thành sinh linh, bây giờ vừa thấy, cũng là đã thất bại, xác thực có chút tiếc nuối. Nó đã định trước không có khả năng sống quá cái thiên kiếp này, vô luận như thế nào đều là không có khả năng, dù cho sống quá thiên kiếp, cũng vô pháp sống quá những thứ này thái cổ hoàng tộc, những thứ này bất hủ thế lực, những người này nhìn chằm chằm đã định trước nó cả đời không có khả năng vượt qua thiên kiếp, trừ phi có đại đế hộ đạo đại đế hộ đạo làm sao có khả năng xác thực không có khả năng cho nên nói đây là một cái không trọn vẹn con đường đã định trước không cách nào thành công so với thuần dương căn nguyên ngược lại là mấy cái thái cổ hoàng tộc có chút thảm này thiên kiếp khó có thể tưởng tượng cực đạo thần binh đều bị tàn phá không ít sau này nếu muốn tranh đoạt hơn phân nữa không quá thực tế mấy cái này thái cổ hoàng tộc tổn thất nặng nề không biết bọn họ có thể hay không hối hận qua tất nhiên là hối hận đồ đạt khả năng không giành được, ngược lại muốn gặp trọng thương. vậy ngược lại cũng là rất nhiều cường giả thoáng thương hại nhìn lấy bốn đại thái cổ hoàng tộc. nói thật, nếu như đổi lại bọn họ lời nói, phỏng chừng cũng muốn chửi má nó. không lấy được gì cả, ngược lại dẫn đầu gặp một lớp thiên kiếp đã kích. cái này đổi ai, ai chịu được a? À? kết thúc. không biết là của người nào một câu nói vang lên, phản phất miệng ngậm thiên hiến một dạng. trong khoảnh khắc, lôi quan đình chỉ, mây đen tán đi nguyên bản giống như đại nhật thuần dương căn nguyên cũng triệt để mất đi sáng bóng giống như nào đó không trọn vẹn thảo dược thân rễ hoặc nhìn lên bình thường không có gì lạ không có bất kỳ chỗ độc đáo chỉ có ánh sáng yếu ớt dường như triển hiện ngày xưa bất phàm trải qua thiên kiếp banh sát thuần dương căn nguyên linh trí hoàn toàn bị lao đi trở thành bình thường thiên tài địa bảo theo thiên kiếp kết thúc chứa nhiều cường giả giống như là tâm hữu linh tê một dạng dùng dập xuất thủ ầm ầm hư không nổ tung một chỉ lại một cái đại thủ lộ ra cũng muốn cướp đoạt thuần dương căn nguyên. Hoàng Thiên, đem mấy thứ nhường cho ta, sau này ngươi nếu như cùng chân long tộc khai chiến, chúng ta kim ô nhất tộc tất nhiên đứng ở các ngươi bên này. Kim ô nhất tộc cường giả trầm giọng nói. Đánh rắm. Ngươi lời nói ta sẽ tin. Hoàng Thiên vốn là tức cành hông, cái gì đồ vật đều không có được, ngược lại bị thiên kiếp đánh vô số lần, tâm tính sớm đã có sở biến hóa, không còn có những ngày qua phong độ. Bây giờ, hắn chỉ nghĩ đạt được thuần dương căn nguyên, còn những cái khác hắn không để bụng. Hơn nữa kim ô nhất tộc cái gọi là hứa hẹn, hắn tự nhiên không có khả năng tin tưởng. Dù cho lập xuống hỗn độn lời thề không sai biệt lắm, chỉ là đối phương chưa chắc phải làm như vậy. Hơn nữa đối phương cũng không đáng giá phải nhường hắn đồng ý một cái kim ô nhất tộc hứa hẹn so ra kém thuần dương căn nguyên. ầm ầm Mọi người ở đây tranh đoạt thời điểm, một đạo ánh sáng màu bạc buông xuống, trong nháy mắt bắt đi thuần dương căn nguyên. Phản phất thuần dương căn nguyên chẳng bao giờ xuất hiện qua giống nhau. Thái sơ thánh địa. Chứng kiến thuần dương căn nguyên tiêu thất, Hoàng Thiên ánh mắt trong nháy mắt đỏ. Người khác không biết, hắn còn lại không biết. Đây tuyệt đối là Thái Sơ Thánh Địa dở trò quỷ. Chỉ có Thái Sơ Thánh Địa món đó cực đạo thần binh, tài năng, mới có thể ở trước mặt mọi người trực tiếp cướp đi Thuần Dương Căng Nguyên. Giao ra Thuần Dương Căng Nguyên, Thái Sơ Thánh Địa. Kim ô nhất tộc cường giả dựa lưng vào cực đạo thần binh, sát ý sôi trào, hai mắt nhìn chồng chọc vào Thái Sơ Thánh Địa đám người. Nếu không phải nghĩ không chết không ngớt, giao ra Thuần Dương Căng Nguyên. Thái Sơ Thánh Địa, ngươi nghĩ thừa nhận chúng ta bốn đại thái cổ hoàng tộc phẫn nộ sao chu tước cùng bạch hổ nhất tộc cũng là mù quáng vốn là tao thụ thiên kiếp thanh tẩy cũng đủ để cho bọn họ chửi má nó đặc biệt là cái thiên kiếp này vẫn là thái sơ thánh bị dở trò quỷ càng làm cho đám người trực tiếp tức nổ tung không có thuần dương căn nguyên không biết bị ai đoạt có lẽ là chân long tộc huống hồ có ai chứng kiến chúng ta đoạt thuần dương căn nguyên bản thân các ngươi ở gần nhất thái sơ thánh chủ mặt không đổi sắc ngược lại ác nhân cáo trạng trước bộ dạng, lạnh lùng nhìn lấy đám người, còn là nói các ngươi nghĩ mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn mượn này nhất lên đại chiến. Chương 200, từ thiên khí chi địa đi ra cường giả. Nếu là thật như vậy, không gì sánh được giả mù sa mưa, phải nghĩ thoáng chiến, vậy khai chiến. Chúng ta thái sơ thánh địa chẳng bao giờ sợ qua. Tiếng nói vừa dứt. Thuần dương thánh địa, thái thanh đạo tông, đại tần hoàng đế cực kỳ ăn ý phóng xuất ra cực đạo thần binh. ầm ầm sáu đại cực đạo thần binh chiếm giữ thiên khung cùng cùng uy ác hầu như đem trọn cái thiên địa đều ép vỡ ngậm máu phun người người nào không biết các ngươi thái sơ thánh địa có hư không đại đạo cực đạo thần binh chỉ có các ngươi mới có thể ở mọi người chúng ta trước mặt cướp đi thuần dương căn nguyên hơn nữa mới vừa khí tức chính là này mặt cái gương khí tức kim ô nhất tộc cường giả tâm tức quát lớn liên tục hắn hầu như muốn thổ huyết cái này thái sơ thánh địa đem mấy thứ cầm đi lại vẫn không thừa nhận các ngươi nếu là ở vô oan hãm hại chúng ta thái sơ thánh địa đệ một cái liền tiêu diệt ngươi. Tam tổ lạnh lùng nhìn lấy kim ô nhất tộc, hầu như thực chất hóa sát khí, khiến người ta cảm thấy sợ, các ngươi dựa vào thuần dương căn nguyên gần nhất, hơn nữa có cực đạo thần binh ở, cho dù có hư không đại đạo cực đạo thần binh, cũng vô pháp xuyên qua mấy cái cực đạo thần binh uy năng, trực tiếp cướp đi thuần dương căn nguyên. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có phải hay không là ngươi cầm đi thuần dương căn nguyên, sợ bị người biết được, sợ dĩ vu quan hãm hại cho chúng ta. Có phải hay không là ngươi kim ô nhất tộc vu quan hãm hại chúng ta mặc kệ, thế nhưng nếu là có người dám đối với chúng ta động thủ, đệ một cái việc đúng là kim ô nhất tộc. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, đến tột cùng là ngươi kim ô nhất tộc cực đạo thần binh lợi hại, vẫn là chúng ta thái sơ thánh địa ba cái cực đạo thần binh lợi hại. Trong lời nói, tam đại cực đạo thần làm áp lực, mênh mông uy áp bao phủ xuống. Làm cho kim ô nhất tộc cường giả sắc mặt nhất thời trắng nhật. Thái sơ thánh địa nếu là thật theo chân bọn họ không chết không ngớt, đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Phía trước bọn họ sở dĩ cứng như vậy khí, đó là bởi vì thái cổ hoàng tộc ngưng tụ một khối tấm sắt, chung cùng nổi lên. Nhưng là bây giờ, hắn nhìn một chút, còn lại thái cổ hoàng tộc phản phất cho rằng không có nghe thấy một dạng. Căn bản nhảy ra nói, rất sợ đem thái sơ thánh địa lửa giận dẫn tới trên người của bọn họ. Đối với thái sơ thánh địa, bọn họ vẫn là cực kỳ kiên kỵ. Thấy vậy, kim ô nhất tộc lửa giận lập tức lên đây, lãnh nói rằng, chẳng lẽ các ngươi e ngại thái sơ thánh địa, liền tùy ý thái sơ thánh trì lớn ngọc chúng ta thái cổ hoàng tộc, liền tùy ý thuần dương căn nguyên bị lấy đi thoại âm rơi xuống hoàng thiên lập tức nói ra thái sơ thánh địa ngươi không cần lừa gạt người mới vừa tình huống kia toàn bộ cửu thiên giới chỉ có các ngươi thái sơ thánh địa có thể làm được hắn ngược lại không phải là vì giữ gìn kim ô nhất tộc mà là giống như làm cho thái sơ thánh địa giao ra thuần dương căn nguyên ta thái sơ thánh địa cần gì phải lừa gạt người không có sẽ không có tam tổ một bộ cực kỳ không nhịn được dáng vẻ nói ra ngươi nếu như tiếp tục nữa chúng ta không ngại cùng chân long tộc hợp tác tuy là chân long tộc sa sút thế nhưng ta tin tưởng chân long tộc vẫn là nguyện ý cùng chúng ta hợp tác đối với các ngươi động thủ hoàng thiên sắc mặt tối sầm nghiến răng nghiến lợi nói ra ngươi đang uy hiếp chúng ta ừm chính là uy hiếp tam tổ thản nhiên nói mâu quan băng lãnh nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt uy hiếp ngươi thì như thế nào chúng ta nói không có là không có nếu là ở giám dây dưa tiếp ngày xưa quách gia chính là hạ tràng ta nếu có thể diệt quách gia tự nhiên cũng có thể lau đi các ngươi tùy tiện một cái thái cổ hoàng tộc. Các ngươi cũng không cần mang ra còn lại thái cổ hoàng tộc tới, chỉ cần có người dám nhảy, thái sơ thánh địa sẽ không chết không ngớt, vô luận như thế nào đều dẫn đầu để nhất mục tiêu diệt tuyệt đối phương. Ta tin tưởng các ngươi cũng biết, thái sơ thánh địa có thể làm được điểm này. Lời nói lạnh như băng hạ xuống. Bốn phía lập tức rơi vào trầm mặt. Bởi vì dường như tam tổ nói, thái sơ thánh địa quả thật có thể làm được. Ba cái cực đạo thần binh chính là lớn nhất vì thế, cũng là lớn nhất sức mạnh nhân tộc bên này ngược lại là vui với xem cuộc vui. Dù sao thuần dương căn nguyên đối với bọn hắn mà nói, không phải trọng yếu như thế. Nếu như thái cổ hoàng tộc nghĩ liên thủ di chuyển thái sơ thánh địa, không ngại hỏi một câu chúng ta nhân tộc có đáp ứng hay không. Các ngươi nếu như muốn khai chiến, chúng ta đại càng hoàng triều luôn sẵn sàng tiếp đón. Nhất vị diện dung thô cùng nam tử chậm rãi nói rằng. Người này là đại càng hoàng triều hoàng đế. Đại ly hoàng hướng giống như vậy. Thành tựu nhân tộc một bộ phận, diệp gia sẽ không ngồi xem mặt kệ vạn Phật Tông luôn sẵn sàng tiếp đón. Nhân tộc các đại thế lực dùng dập mở miệng nói. Ngược lại không phải là cùng thái sơ thánh địa thật tốt, mà là thái cổ hoàng tộc lấy thế đè người, suy nghĩ nhiều phương liên thủ động thủ, đây chính là làm cho nhân tộc thế lực ngồi không yên. Ngươi tùy tiện một đối một, bọn họ đều có thể mặc kệ. Thế nhưng nếu muốn thái cổ hoàng tộc toàn bộ liên thủ đối với một thế lực, cái kia liền không khả năng để cho bọn họ đồng ý, dường như thái cổ hoàng tộc một dạng, thường ngày đều sẽ tranh đấu gay gắt, thế nhưng một ngày liên lụy đến nhân tộc về vấn đề mặt, phần lớn thế lực đều sẽ xoay thành một cổ thừng, ngưng tụ thành một khối sắc bản. Nếu nhân tộc muốn nhấc lên đại chiến, như vậy chúng ta thái cổ hoàng tộc phụng bồi tới cùng. Hoàng thiên nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Đừng! Chúng ta cử vĩ thiên hồ nhất tộc không phải tham dự trong đó. Thuần dương căn nguyên với ta chờ, các loại, mặc kệ, bất tử thần hoàng tộc không thể đại biểu lấy ta tộc ý chỉ. Lập tức, một giọng nói vang lên. Giống như một bạc tai một dạng, hung hăng quốc vào hoàng thiên trên mặt để cho hắn cực kỳ xấu hổ cũng có chút không xuống đài được người khác nhân tộc như vậy đoàn kết thái cổ hoàng tộc cũng là năm bè bảy mãn điều này làm cho hoàng thiên vô cùng phẫn nộ dưới tình huống như vậy ngươi muốn thoát ly thái cổ hoàng tộc hoàng thiên nhìn chầm chầm cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cường giả trầm giọng nói các ngươi muốn tranh đoạt thuần dương căn nguyên cái kia là chuyện của các ngươi thế nhưng ta tộc sẽ không tham dự trong đó nói đến đây cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cường giả hừ lạnh một tiếng hơn nữa coi như cướp được thuần dương căn nguyên đối với ta tộc có chỗ tốt gì thuần dương căn nguyên chỉ có một cái cho phía kia đâu chẳng lẽ chỉ cho các ngươi bất tử thần hoàng tộc sao trừ cái đó ra một ngày mở ra đại chiến song phương tổn thất nặng nề phương diện này như thế nào tính đừng nói các ngươi bất tử thần hoàng tộc có thể gánh nổi bắt đầu các ngươi lấy cái gì gánh chịu nàng đã sớm khó chịu nàng vốn chính là xem trò vui cũng không phải là qua đây đại chiến huống hồ chuyện này cùng với các nàng một điểm liên quan đều không có nhưng phải tham dự trong đó trả giá thật lớn các nàng nơi đó nguyện ý a à. nếu như tranh đoạt đồ đạc đối với khắp nơi hữu ích cái này ngược lại là khác nói hiển nhiên muốn tranh đoạt đồ đạc chỉ đối với ba đại thái cổ hoàng tộc có thể dùng dù cho cướp được cũng không tới phiên các nàng nếu không tới phiên vì sao phải tham dự nàng cũng không muốn cầm toàn tộc tương lai vì người khác làm giá y chúng ta huyền vũ nhất tộc cũng không tham gia kỳ lân nhất tộc không tham dự còn lại thái cổ hoàng tộc cũng dồn dập biểu đạt ý kiến của mình thấy thế. Bạch hổ nhất tộc suy tư một chút, cũng cảm thấy vậy thua thiệt. Tờ mờ giờ, thuần dương căn nguyên đối với bọn họ có cái gì đặc biệt chỗ tốt, tham dự xuống phía dưới có ích lợi gì. Bạch hổ nhất tộc cũng không tham gia. Theo bạch hổ rời khỏi, rất nhanh ba đại thái cổ hoàng tộc trầm mặt. Dường như hoàn toàn không có dự liệu được loại tình huống này. Gần như cùng lúc đó, một luồng khí tức kinh cũng từ thiên khí chi địa bốc lên mà ra. Rất nhanh, một đạo thân ảnh từ đó đi ra, đứng chắp tay, Long hành hổ bộ, giống như một vị đế vương một dạng dò xét thiên hạ. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn lấy đám người, cực kỳ ngạo mạn nói ra, Thuần Dương căn nguyên chính là chúng ta lão tổ đồ đạc, các ngươi người phương nào cầm rồi, mau giao ra tới. Nếu không, tất nhiên dường như ngày xưa thái nhất thánh địa một dạng, gặp tai họa ngập đầu. Lời này vừa nói ra, đám người cả kinh tám